Trong cái quá trình mà vừa rồi từ phần 1 đến phần 2 và hôm nay thì là sản xuất thêm một cái phần 3, cảm thấy là mình càng nghiên cứu và càng làm những cái con số cũng như là càng nghiên cứu về tên của các bạn thì nó ra rất là nhiều cái sự trải nghiệm, và đặc biệt là rất là nhiều cái thông số liên quan tới tên. Thành ra là Kiều nghiên cứu và Kiều cũng ngẫm nghĩ làm sao để mình sâu chuỗi các cái sự hiểu về từng cái thông số lại với nhau để có một bức tranh tổng thể, để mình rõ nét hơn trong cái vấn đề là mình đọc vị bản thân mình. Tại vì nó quá nhiều con số, cuối cùng mình cũng bị gọi là lẫn những cái việc đâu là lẽ sống, đâu là sứ mệnh, đâu là cái sự về năng lực, rồi đâu là cái hành vi thái độ của mình nó nằm ở chỗ nào, nó chi phối bởi những dòng năng lượng nào. Thì khi đặt những cái câu hỏi như vậy cũng như là để tìm hiểu, để mong muốn trao một cái giá trị tổng thể để hiểu sâu hơn về việc này, thì Kiều đã thiết kế một cái bài giảng lọc lòng vào nhiều những cái thông điệp ở bên trong. Ngày hôm nay không những mình học về thần số mà mình học còn nhiều những cái khác để mà mình giải mã về cái hành trình, để mà mình hiểu thấu về cái con người của mình, hiểu về cái sứ mệnh cũng như lẽ sống của mình. Thì về hôm nay thì mình sẽ hiểu về ý nghĩa của tên của mình. Tên của mình là một cái tiếng gọi rất là thân thương, rất là quen thuộc, và một cái giọng mà mình thích nghe nhất mỗi ngày. Và hôm nay thì mình sẽ khám phá về cái năng lượng tên nó chi phối mình như thế nào, và vì sao tên lại chi phối đến năng lượng của chúng ta. Điều đó nó dựa vào những cái minh chứng khoa học nào. Thì trước khi mà đi vào cái việc gọi là tìm hiểu về ý nghĩa của tên cũng như sự chi phối năng lượng của tên, thì Kiều sẽ chia sẻ một cái thông điệp của nước cũng như là bí mật của nước của tiến sĩ Emoto Masaru. Đây là một hai cuốn sách, là một cuốn sách Bí mật của nước và Thông điệp của nước. Hai cuốn sách nó cho mình một cái sự nền tảng rất là tốt để mà mình hiểu về các cái sự chi phối của những năng lượng ở bên ngoài tác động đến cơ thể mình như thế nào, và điều đó nó có được minh chứng ra sao. Thì các bạn nào mà hiểu về cái cơ thể của chúng ta thì có hơn 70% là nước, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên thành ra là mọi cái năng lượng khi mà bị ở bên ngoài chi phối đến cơ thể của chúng ta rất là nhiều. Từ suy nghĩ, từ hành động, từ lời nói, tất cả mọi thứ là đều chi phối đến cái con người của chúng ta. Và đặc biệt là không phải là mình bị chi phối bởi cái việc là người khác nói cho mình chi phối đâu, mà chính bản thân mình tự giao tiếp với con người của mình cũng bị chi phối luôn. Và hai cái bí mật mà rất là tuyệt vời đó là khi mà mình thường xuyên yêu thương và biết ơn, nghĩa là trong chính cơ thể của mình gửi ra một cái năng lượng như vậy, thì nó đã tác động đến cái dòng nước trong cái cơ thể của mình rồi. Và cái tinh thể nước nó sẽ đẹp nhất khi mà cái người này được nghe những sự yêu thương và biết ơn, cũng như người này đi trao yêu thương và biết ơn với người khác. Đó là thì cái người, cho nên bạn sẽ thấy là cái cách để bạn trở nên có một sự sáng ở bên ngoài chính là cái việc mình trong tâm mình nó phải sáng. Và cái bí mật nữa là khi mà mình bị la mắng hoặc là mình hay bị ra lệnh thì cái phân tử nước của mình nó sẽ bị cấu trúc phân tử nước nó sẽ không được hình thành, thậm chí là nó bị thiếu. Thì đó là những cái bí mật, cũng giống như là chúng ta giao tiếp với những người khác, ví dụ như trẻ em mà chúng ta dùng những ngôn ngữ không được tích cực với bé thì cái cơ thể của bé nó sẽ bị ách tắc về năng lượng rất là không tốt. Và khi mà một đứa trẻ nó không đầy đủ yêu thương và biết ơn thì cái việc kích hoạt não hay là để cho bé thông minh này kia nó sẽ là một cái sự cản trở rất là lớn các bạn. Cho nên trong các sách bí mật về não bộ của Nhật Bản, họ luôn luôn chìa khóa đầu tiên để mà mở cánh cửa đi vào việc khai phá não bộ đó chính là yêu thương và biết ơn. Hai cái này mình phải kích hoạt. Và đây là những hình ảnh mà Kiều cho bạn biết để là vì sao tên của mình lại ảnh hưởng về năng lượng của mình. Đây là những cái tinh thể nước khi mà được nói những lời yêu thương, lời cảm ơn thì tinh thể nước rất là đẹp. Còn khi mà mình khi bị nói những cái lời như là ghét bạn, tôi không thích bạn này kia thì cái tinh thể nước nó sẽ bị phân hủy, nói chung là nó bị thiếu cấu trúc và nó bị thậm chí là không có cấu trúc luôn, rồi rất là không có sinh tí nào cả. Và ở phía dưới này thì là hai cái tinh thể nước, đó là trước khi cầu nguyện và sau khi cầu nguyện. họ đã đo ra. Và cái việc đo này nó có một cái máy Hado đo về cấu trúc phân tử. Ở trong sách Bí mật của nước, tiến sĩ cũng đã nói về điều này. Vậy thì cái việc mình sẽ có những cái thí nghiệm mà ở Việt Nam của mình dùng ngôn ngữ tiếng Việt. Ví dụ như mình dùng một cái lọ cơm, hai lọ cơm, một lọ cơm mình dán cái chữ yêu thương, một lọ cơm mình dán cái chữ là ghét. Thì khi trong vòng hơn một tuần thì cái cơm mà có cái chữ yêu thương đó, nó sẽ màu trắng, và cơm mà có chữ ghét nó sẽ màu đen và nó bốc mùi rất là thôi. Vậy thì cái điều này có nghĩa rằng là những cái ký tự, những cái ngôn ngữ mà nó tác động đến những cái tinh thể rất là rõ nét. Nếu như cơ thể chúng ta là 70% là nước, đúng không? Mà nếu như ai đó nói lời yêu thương của chúng ta, thậm chí chúng ta cứ nói những lời yêu thương với người khác, thì cái cơ thể này, cái nguồn năng lượng này liên tục được nghe những cái từ như vậy. Cho nên cấu trúc ngôn trong người của chúng ta nó rất là hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta rất là khỏe mạnh, thậm chí là xinh đẹp và tràn đầy năng lượng nữa. Cho nên hãy gửi đến thế giới này những cái lời tích cực cũng như suy nghĩ tích cực của chính các bạn. Và vì sao có những cái sự cầu nguyện tập thể, gửi ý niệm tập thể? Kiều hay gửi trên group là các bạn hãy gửi ý niệm tập thể. Gửi ý niệm tập thể nó có một cái sức mạnh rất là lớn, như hình ảnh của nước Kiều có đưa ra đó. Cho nên thành ra là cái năng lượng này nó được cộng hưởng thì nó tạo ra một nguồn lực rất là tuyệt vời để mà thế giới chúng ta được sạch, được xanh và được sáng. Và bây giờ thì trước khi mà đi vào cái phần tên thì Kiều cũng chia sẻ luôn là tên của chúng ta vì sao lại có thể đo được năng lượng. Vì mỗi cái bảng ký tự, mỗi ký tự của tên chúng ta thì được quy đổi ra những cái con số, và mỗi con số này là được có trong bảng tính của Pythagoras rồi. Chúng ta sẽ tính giống như cái cách tính của con số chủ đạo. Bạn nào chưa học về con số chủ đạo thì xem ở phần 1 trên kênh YouTube. Rồi, và bây giờ thì trước khi đi vào cái phần bảng chuyển đổi của tên thì các bạn sẽ thấy được rằng là mỗi từ cái tên của chúng ta ở cái bảng này, các bạn có thể chụp nhanh để trong lúc mà mình coi á, mình không có bị mất cái bảng này để mình tính ra cho nó dễ. Vì sau này hôm nay lượng học rất nhiều thông số, và làm thế nào để xâu chuỗi các thông số lại với nhau là các bạn cũng tĩnh lặng, không nôn nóng. Thì Kiều sẽ cố gắng đưa ra những cái ẩn dụ để mà diễn giải từng con số nó có sự liên quan và nó chi phối đến cái năng lượng tổng về con số chủ đạo và con số năng lực của mình như thế nào. Bạn chụp rồi đúng không ạ? Nãy giờ mọi người vẫn nghe được đúng không? Nghe rõ không mọi người? Nãy giờ về phần bí mật của nước, các bạn nào trong này là chưa từng nghe về cái điều này ạ? Đây là một cái công trình nghiên cứu cũng như là rất giá trị. Mọi người thấy hữu ích về cái thông điệp của nước không? Từ nay mình hãy nói những cái ngôn ngữ thân thương với mọi người, để mình, thứ nhất là trước tiên là mình được hưởng lợi trước cái nè. Khi mình nói cái chữ ghét một ai đó thì cái thần số về cái ngôn ngữ đó đã tác động đến ai đầu tiên? Đến chúng ta. Thành ra là hãy cẩn thận cũng như là sử dụng ngôn ngữ thật sự là hướng tới. Rồi. Chụp cái bảng này rồi đúng không? Rồi, ok. Vậy bây giờ mình sẽ khám phá về cái năng lực tự nhiên. Tên của mình bạn sẽ ghi ra đầy đủ Nguyễn Thị Hồng Kiều này, ví dụ Kiều ghi ra hết Nguyễn Thị Hồng Kiều, và nó sẽ gồm các cái những cái ký tự này đổ ra số. Nãy các bạn chuyển đổi hồi nãy đó Kiều có chụp đó, các bạn sẽ viết ra giấy hết cho Kiều, sau đó hạ theo cột xuống. Có hai cách tính hiện nay, là có những cách là tính tổng hết cái này ra một con số và rút gọn lại luôn. Tuy nhiên trường hợp này nó sẽ bị lạc với những con số, ví dụ như 22 thì đôi lúc nó sẽ bị lạc đi, nghĩa là nó sẽ bị quy về số 4 luôn. Cho nên thành ra là bạn sẽ cộng theo cách này cho nó đảm bảo là nó ra được những con số. Sau khi bạn hạ xuống mà rút gọn hết, rút gọn xong bạn ra con số tổng thì bắt đầu bạn rút gọn nữa. Cuối cùng thì hiện nay cái năng lực tự nhiên của Kiều chính là con số 6. Bằng học công thức trước đi là Kiều sẽ diễn giải những cái này nó có ý nghĩa là gì. Và mình qua con số năng lực tự nhiên. Năng lực là một cái khả năng, mà khả năng này nó được sinh ra khi mà mình gắn với một cái tên của mình. Và bạn sẽ đặt câu hỏi là tên nào nó quyết định năng lực tự nhiên của mình. Thì bạn lấy cái tên mà bạn được cha mẹ đặt trên chứng minh nhân dân của mình á, trên giấy khai sinh của mình ấy. Cái này thì cũng không thể nào nói là tên chứng minh nó khác với cái tên mới sinh ra. Thật ra chúng ta sẽ thường chúng ta hay sử dụng hai tên là tên ở nhà và tên trên chứng minh nhân dân. Và ngày hôm nay mình sẽ xét trước cái tên gọi là tên chứng minh nhân dân. Khi bạn hiểu rõ về cái tên trên ngày sinh của mình rồi á, thì bạn sẽ biết cách để mà phối hợp với cái tên nickname của mình. Và vì sao Kiều có ghi là tên năng lực tự nhiên này là sứ mệnh giúp cái xã hội cần. Cái năng lực này nó phải được sự tương đồng với những cái xã hội đang cần. Xã hội đang cần chúng ta phụng sự thì năng lực này nó mới phát triển tối đa được các bạn. Và lúc trước thì bạn có học về con số chủ đạo đúng không? Và con số chủ đạo này nó có cái sự liên quan gì tới cái năng lực tự nhiên? Cái việc đặt tên đó các bạn nó rất là tuyệt vời, là ba mẹ mình sinh mình ra, ba mẹ mình cũng đâu có biết những cái phương pháp này, lúc đó trước đó thì chưa có biết về cái phương pháp này, nhưng các bạn mình vẫn có một cái tên rất là tuyệt vời và mình đón nhận nó, đón nhận cái tên của chúng ta rất là thân thương. Và bạn sẽ biết rằng là việc đặt tên, nếu như mà ba mẹ thì thông qua ba mẹ cái tên nó đến với chúng ta thông qua ba mẹ, và nó cũng đã mang đến một cái sứ mệnh cho cái cuộc đời này, một cái năng lực tiềm ẩn của chúng ta nó kết hợp với con số chủ đạo về cái lẽ sống để mà gọi là làm cho chúng ta rõ hơn về cái vai trò của mình trong cuộc sống này. Và cái cách tính cái tên này á, thì các bạn sẽ thấy rằng là riêng cái chữ y á các bạn, chút nữa mình sẽ học những cái chữ nguyên âm và phụ âm, còn riêng cái năng lực tự nhiên này là mình cộng hết tất cả nguyên âm và phụ âm trong tên của mình ra và ra con số tổng hạ theo hàng từ họ xuống họ, tên từng cái ký tự, từng cái tên một và hạ xuống, và sau đó là mình sẽ ra con số chủ đạo là số 6. Rồi còn ý nghĩa của con số này thì chút nữa mình sẽ được chia sẻ. Ok ha. Rồi mình sẽ qua, mình lướt qua đây rồi Kiều sẽ chia sẻ luôn. Rồi động lực thỏa mãn bên trong. Động lực thỏa mãn bên trong nó sẽ được tính như thế nào? Đây bạn sẽ lấy cái chữ cái năng lực tự nhiên các bạn tính được chưa? Giờ động lực thỏa mãn bên trong nè, trong sách tiếng Anh thì nó gọi dịch ra là một cái sự thúc giục, có những một cái sự khao khát ở bên trong tâm hồn của mình. Một số tài liệu thì dịch là khát tâm, nghĩa là bạn sẽ có nhiều cái ngôn từ để diễn đạt cho cái ý này. Nó là một cái sự khao khát và một cái động lực nó thôi thúc ở bên trong nội tâm của mình, nó khiến cho cái hành động của mình được hiển lộ ra bên ngoài. Riêng cái động lực thỏa mãn bên trong này thì các bạn chỉ tính tổng các nguyên âm có mặt trong họ và tên của mình. Ví dụ chữ Nguyễn thì nó sẽ có nguyên âm là U và E. Riêng chữ Y á, bạn ghi chú lại phần này nha, này nó hơi khó nhớ một chút nhưng các bạn sẽ nhớ khi bạn quen. Chữ Y ở trong một cái ký tự chữ cái, nếu như nó đứng nó trong cái chữ đó mà nó có những cái phụ âm khác, có những nguyên âm khác thì chữ Y được gọi là phụ âm. Cho nên trong chữ Nguyễn này Kiều không có tính chữ Y nha các bạn, chỉ tính chữ U và chữ E thôi đó. Và chữ Thị thì chữ Y mình chỉ tính chữ Y, chữ Hồng lấy chữ O xuống, chữ Kiều mình lấy chữ Y ngắn, chữ E, chữ U. Cái chữ Y dài này là trong chữ Nguyễn này, vì nó đứng, nó có trong cái chữ Nguyễn này nó có chữ U và chữ E, nó có một trong những nguyên âm thì chữ Y được tính là phụ âm, không tính. Còn trường hợp ví dụ những người tên là Thi đi, có một chữ Y thôi thì cái chữ Y đó được tính là nguyên âm. Kiều nói rõ phần này, các bạn nắm rõ cách tính phần này chưa? Mười chín thì cộng lại là ra con số 2, 10, 19 là ra con số 10 á, để nguyên. 22, 23, 33 là tính thành 6, 22 để nguyên. Nha, trong cái tên này mình không có để con số 33. Thật ra số 3 nó có một cái ý nghĩa khác biệt thôi, nhưng mà nó không phải là master number, cho nên mình cứ tính là con số 6 đi. Rồi trong cái phần nâng cao này kia thì mình sẽ làm rõ hơn nhé. Ở đây là mình sẽ bị nhầm. 9 cộng 2, 11 để nguyên. Đúng rồi. Mình chỉ tính những nguyên âm ở trong cái tên của mình thôi. Riêng những cái tên mà có chữ Y dài, mà trong chữ Y dài trong một cái tên, nó bên cạnh ví dụ chữ Nguyễn có phụ âm, có nguyên âm khác thì chữ Y được tính là phụ âm, không tính. Còn trường hợp những cái tên mà ví dụ như là Thi nè, đó thì hoặc Yến thì vẫn có, Yến thì vẫn Y vẫn tính là phụ âm nha, tại vì nó có chữ E rồi, nó có chữ E là nguyên âm. Đó, bạn hiểu cách tính rồi đúng không? Các bạn kêu Z đi nếu mà hiểu về phần này, và tính nhanh cái con số về năng lực bẩm sinh và động lực thỏa mãn bên trong của mình. Yes, rồi. Các bạn hiểu về điều này đúng không? Bây giờ vấn đề ở đây cách tính thì nó không khó đâu. Mà quan trọng là mình hiểu những cái mối liên quan, những cái này với nhau như thế nào. Khi mà Kiều được nghiên cứu về điều này thì cũng như là được chia sẻ từ các bạn những nguồn này kia tài liệu, thì mình bị rời, khi mà mình cũng muốn hiểu bản thân mình rất là nhiều, cho nên dựa vào cái sự kết nối cái này là Kiều đã đưa ra một cái ẩn dụ như thế này để cho các bạn dễ hiểu. Chữ Quỳnh tính sao hả? Chữ Quỳnh này là có chữ U và chữ Y đúng không ạ? Y dài. Vậy thì chữ Quỳnh này chỉ lấy chữ U thôi, chữ Y không tính, tại vì nó có chữ U là nguyên âm, cho nên chữ Y tính là phụ âm. Chỉ khi nào chữ Y trong đó không thấy một nguyên âm nào trong cái chữ đó thì chữ Y mới được gọi là nguyên âm. Còn nếu có nguyên âm thì nó nhường phần, nó còn trở thành phụ âm. Được không ạ? Rồi. Rồi bây giờ không, mình sẽ qua một cái phần. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi cho chính mình có con số động lực rồi, mình có cái số năng lực tự nhiên rồi, vậy đâu là sự hiểu về mình cho rõ nét nhất? Và trước đó mình có học về con số chủ đạo nữa đúng không? Rồi, vậy thì mình bắt đầu đặt câu hỏi. Những cái này liên quan nhau như thế nào? Các bạn ổn cho cái việc tính rồi đúng không? Bây giờ mình ổn nha, mình không có hỏi nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào chia sẻ luôn. Chữ Thúy thì chữ Y được tính là nguyên âm, phụ âm, chỉ lấy tính chữ U thôi. Được không ạ? Có đứng đầu, đứng gì cũng vậy, chỉ khi nào chữ Thi nè. Đây, chữ Thi thì lúc này mới tính là nguyên âm. Còn những cái chữ mà có kèm phụ âm là không tính nữa. Và các bạn tính được rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Chữ A tính số mấy? Ủa nãy mình đã đưa cái bảng kia rồi mà các bạn. Chữ A là số 1. Các bạn, cái bảng đầu tiên đó các bạn nhớ cái bảng đó. Rồi bây giờ mình sẽ học. Các bạn nhớ con số của mình rồi. Và bây giờ các bạn sẽ hiểu những con số này nó có ý nghĩa nhau như thế nào. Và Kiều sẽ đi vào chia sẻ thế nào. Các bạn được biết là trước mình có học về cái sơ đồ thành công đúng không? Sơ đồ thành công là gồm có lẽ sống, đam mê, tầm nhìn, sứ mệnh. Mọi người còn nhớ cái phần chia sẻ phần 1 không? Thì cái lúc mà mình học về con số chủ đạo đó thì mình mới tìm ra được cái lẽ sống của mình. Có nghĩa là mình là ai, mình sinh ra để làm gì, cụ thể là một cái nghề nào đó mà mình sẽ đảm nhiệm. Vậy thì để mà dẫn lối cái nghề nghiệp đó của mình, cái lẽ sống đó của mình, thì mình cần những cái chất liệu, ví dụ như về năng lực đúng không ạ? Về thái độ mình làm, về cái năng lượng mà mình đi với cái nghề đó, và cái vai trò sứ mệnh mà mình giúp đời như thế nào để mình đạt được một cái kết quả, đó chính là tầm nhìn của mình. Tầm nhìn chính là kết quả đúng không? Tầm nhìn chính là kết quả. Sứ mệnh là giúp cho những người từ cái lẽ sống của mình. Ví dụ như mình là bác sĩ thì mình sẽ sứ mệnh là mình giúp cho những bệnh nhân ví dụ có thể là chia nhỏ là bệnh nhân về riêng về tai mũi họng thôi chẳng hạn đó, và bệnh nhân về răng hàm mặt chẳng hạn rồi. Và cái lẽ sống là cái kết quả, nghĩa là mình nhìn thấy những cái người mà mình đã giúp đỡ đó họ có những kết quả tốt đẹp và chuyển hóa như thế nào đó, thì đó là chính là tầm nhìn của mình. Tầm nhìn bạn rõ về phần này đúng không ạ? Thì đó, vậy lúc đó mình đã có được biết được cái lẽ sống thông qua con số chủ đạo. Số chủ đạo của mình đến đời này với nhân dạng gì. Và hồi nãy mình có học về cái năng lực tự nhiên. Năng lực tự nhiên thì là một cái, mình sinh ra mình được một cái tên gọi thân thương ba mẹ đặt cho mình. Và điều này nó, cái này không, năng lực tự nhiên, những cái con số trong cái tên của mình nó có mối liên quan rất là tuyệt vời, và nó chi phối cũng như kết hợp với con số ngày sinh của mình rất là tuyệt luôn các bạn. Nó có một cái sự tương đồng nếu như mà bạn được đặt, nó có một cái sự liên quan. Kiều đã xem có những cái dụ những cái nhân dạng, ví dụ như con gái của Kiều với Úc đi, thì Kiều trước đây một năm thì Kiều chưa có biết thằng số học, thì khi mà Kiều đặt cái tên cho bé với một cái sự gọi là đón nhận để mà mình, và mình dựa vào trực giác của mình để mình đặt thôi, và những cái quan sát xung quanh, những cái sự sở thích của mình này kia, sau đó bắt đầu mình chọn ra được một cái tên. Và bạn biết gì không, cái tên đó hiện nay nó là một cái nhân dạng nó rất là trợ duyên cho cái con số chủ đạo 22 của bé rất là nhiều luôn. Ví dụ như cái con số về năng lực tự nhiên của bé này là số 3, là con số của việc truyền cảm hứng và chủ động trong cái việc gọi là giống như gọi là có một cái sự sáng để mà tạo cảm hứng cho mọi người khác. Thì con số 22 là cũng là một cái con số nó mang cái tầm kiến tạo, giúp đời và giúp sự, cùng với cái nhân dạng là truyền cảm hứng đó, thì bé nó sẽ có được một cái mảnh ghép đặc riêng của bé, đặc trưng riêng của bé. Vì ví dụ như hiện nay Kiều cũng biết là Kiều đang biết là khoảng 3 bé là có con số 22 giống như Lucy, cũng sinh ra trong cái dịp này. Vậy thì mỗi bé sẽ được đặt những cái tên riêng với những cái năng lực riêng, và năng lực đó cũng giống, nó sẽ quyết định cái nét riêng của cái bé này, cái nét riêng của bé này. Thì đó chính là cái phần năng lực nó liên quan như thế nào về con số chủ đạo. Thì Kiều chia sẻ thêm một cái ẩn dụ nữa để các bạn dễ hiểu. Giống như là bạn biết cái lọ nước hoa đúng không ạ? Khi bạn đi mua một cái lọ nước hoa thì cái yếu tố đầu tiên mà bạn quyết định mua đầu tiên là cái hình ảnh đúng không? Hình ảnh thương hiệu của cái lọ nước hoa đó bạn mua về. Và nhưng mà cái quyết định cái lọ nước hoa này, trong lọ nước hoa này sẽ có chất lỏng và cái mùi vị, và cái quyết định cái chất lượng lọ nước hoa này chính là cái gì? Cái mùi của lọ nước hoa này. Vậy thì mình sẽ hình dung khi cái chút nữa mình sẽ học thêm là về mặt con số là chỉ thái độ nữa, thái độ bên ngoài. Vậy thì cái thái độ bên ngoài nó sẽ quyết định cái việc gọi là chi phối năng lượng cũng như chiêu cảm những cái năng lượng xung quanh của mình. Nó như là cái lọ nước hoa vậy đó, là cái vẻ bề ngoài cũng như hình ảnh thương hiệu mọi thứ, đó là cái nội dung bên ngoài. Sau khi mà mình còn cái nước chất lỏng ở bên trong lọ nước hoa này, mình ví nó giống như là Kiều nghĩ ra để Kiều ví cho các bạn dễ hiểu, hình dung là giống như cái lẽ sống của mình ấy. Nghĩa là cái mục đích mình đến với cuộc đời này, mình là ai đó, những chất lỏng nó một cái tinh thể đó, và cái nước này là tinh thể đó, và nước này nó có cái gì? Nó có ký ức. Các bạn hồi nãy mình học về bí mật của nước rồi, Kiều chia sẻ vì sao Kiều chia sẻ cái đó để làm rõ hơn về cái ví dụ này. Nước có ký ức. Nếu bạn có từng coi cái phim gọi là Frozen 2 đó, là bộ phim rất hay đó, nó có nước, nó có ký ức. Và cái ký ức này bạn sẽ có những cái sự hiểu. Thứ nhất là cái cơ thể của mình có con số chủ đạo, mình sinh ra với ngày sinh đó, mình được chọn ra và mình sinh đúng ngày sinh đó, mình đã có được sự tích lũy về mặt ký ức rồi, và mình đã có một cái vai trò này là mình tiếp nối thôi, mình tiếp nối ở cái thời điểm hiện tại này, vì trí nhớ của mình nó hơn 10.000 năm. Vậy thì ký ức này theo ngôn ngữ của nhà Phật thì là nghiệp đúng không ạ? Nghiệp là sự tích lũy về mặt suy nghĩ, mặt trí nhớ, tất cả mọi thứ nó đi vào cái ký ức của nước này, đúng không ạ? Là cơ thể của mình đây. Thì đang dí dãi về mặt rất là logic để cho mọi người có thể cùng xem cái sự hiểu của Kiều về cái lý giải này, các bạn có thể hữu ích hơn cho các bạn hay không để hiểu về cái này. Và cái mùi vị nước hoa đó, cái vị nước hoa này nó chính là tác động và nó quy định, nó giống như cái năng lực tự nhiên của các bạn, là có thể thái độ của bạn, nó gồm rất là nhiều. Chúng mình sẽ học năng lực tự nhiên, thái độ của tự nhiên và động lực thỏa mãn bên trong của bạn, nó sẽ chi phối và quyết định cái chất lượng của cái nước này ở cái sống hiện tại này của mình, được không ạ? Trong NLP thì cái nước của bạn nó được gọi giống như là cái vô thức, nó ký ức này nó kiểu như là vô thức của các bạn là sự tích lũy đó, thì mọi thứ có thể mọi cái sự lý giải nó đều đi vào một cái chân lý thôi, đó là chúng ta sẽ hiểu sâu về con người của mình. Bạn sẽ thấy được rằng là mình đến với cuộc đời này với một cái vai trò và tiếp nối nó mà thôi, hoàn thiện nó, mình giải mã được điều này thì là lúc bạn sẽ hiểu được cái vũ trụ bao la này. Khi hiểu về tiểu vũ trụ, mình sẽ hiểu về đại vũ trụ này, được không ạ? Và bây giờ bạn hiểu những cái chất liệu đó, vậy thì cái năng lực tự nhiên này nó quyết định mạnh nhất về cái chất liệu về nước, nó giống như mùi vị của nước hoa vậy đó. Cũng giống như một cái cầu dao tổng, cầu dao, ví dụ như cái nhà mình có một cầu dao tổng, đúng không? Mình bật cái cầu dao tổng nó lên, nghĩa là mình biết được con số chủ đạo và mình bật được con cầu dao tổng rồi, nhưng mà từng cái con nút công tắc một chính là từng cái năng lực, từng cái yếu tố, ví dụ năng lực tự nhiên, rồi động lực bên trong, thái độ bên ngoài, thái độ tiếp cận. Chút nữa mình sẽ được tiếp cận với những công thức tính về những cái đó, mà cái quan trọng là cái bí quyết này các bạn nắm. Rồi chút nữa mình sẽ hiểu về từng cái này. Bây giờ mình sẽ biết tự mình, Kiều chia sẻ thêm một cái mô hình này để các bạn, đó là Ikigai. Kiều sẽ có một cái buổi nói riêng về cái phần này cụ thể để mình hiểu rõ hơn, và hôm nay thì Kiều cho phép Kiều chia sẻ chung về cái này, có nghĩa là để mà tìm một cái điểm giao, một người để mà tìm cái điểm giao trong cuộc đời của mình, một điểm giao, đưa ra một cái điểm giao rất là hạnh phúc, làm sao đó mình biết được chính cái con người của mình, là mình làm những cái thứ mà mình vừa thích mà mình vừa giỏi, mình lại trao cho cộng đồng những cái sự hữu ích, đồng thời là làm với một cái sứ mệnh mà mình đã được trao gửi, thì điều này nó sẽ ra một cái điểm giao. Và Kiều có một cái sự hiểu, và Kiều viết ra điểm giao này chính là sự xứng đáng. Làm thế nào để có điểm giao Ikigai? Đó là mình hãy đủ xứng đáng đi, sự xứng đáng sẽ xuất hiện, lúc đó điểm giao Ikigai mà sẽ khám phá ra. Hãy phát triển bản thân mình mỗi ngày để mình tìm được cái điểm giao này. Và cái ngày hôm nay mình sẽ học về lẽ sống, về sứ mệnh, về những cái động lực, về mặt thái độ mà mình kiện toàn, mình hoàn thiện cái con người đó và mình giúp ích cho cộng đồng, thì cái điểm giao Ikigai này nó sẽ xuất hiện và bạn sẽ biết điều đó mà thôi, được không ạ? Và cái mình quay lại với cái phần động lực thỏa mãn bên trong. Nãy giờ Kiều thấy các bạn chat, bây giờ vẫn còn ngồi tính tên hả? Chữ hoàng là tính cả chữ O và chữ A luôn nha bạn. Các bạn nào ở trong đó mà rành chia sẻ dùm, mấy bạn đặt câu hỏi nữa, các bạn cũng không có ra hỏi nữa để Kiều làm nha. Rồi, và bây giờ mình, bạn nào không theo kịp thì mình về mình coi lại cái clip nha, vì hôm nay mình sẽ không nhiều đủ thời gian đâu. Và cái động lực này á, động lực thỏa mãn bên trong là gì? Nó chính là những cái tình cảm, những cái cảm xúc, những cái sự khao khát, cũng như là những cái, bạn có biết là cái động lực thỏa mãn bên trong mình tính bằng cái ký tự là nguyên âm của mình, đúng không? Mà nguyên âm chính là một, gọi là một cái linh hồn của cái chữ của mình, linh hồn của cái tên của mình. Thành ra là cái động lực thỏa mãn bên trong có một cái sự diễn giải khác nữa cũng khá hay, đó là cái sự khao khát ở trong nội tâm của mình, con số khát tâm gì đó, thì đó bạn có thể gọi bằng cái cách đó. thì để cho bạn dễ hiểu hơn cũng được. Và hôm nay bạn tính ra cái động lực thỏa mãn bên trong. Ví dụ như động lực thỏa mãn bên trong của Kiều là con số 4, đúng không? Nãy cái năng lực tự nhiên Kiều là số 6, để mà bạn dễ hiểu nhất là Kiều nói luôn là thỏa mãn năng lực tự nhiên Kiều là số 6, con số chủ đạo của Kiều là con số 11. Vậy thì để mà con số chủ đạo số 11 là Kiều làm những công việc liên quan tới truyền cảm hứng, giúp tạo sự ảnh hưởng, giúp đỡ mọi người, chia sẻ, thì Kiều đã làm được cái cộng đồng giao duyên để mà thực hiện cái sứ mệnh đó của mình, đúng không ạ? Vậy thì cái năng lực số 6 là một cái con số về mặt sáng tạo. Trước mình có biết mặt sáng tạo, yêu thương, tiếp người của việc của gia đình nhiều nữa, thì mình kết hợp với cái năng lực đó, mình làm thêm mùi vị, mình tăng thêm cái sự rõ nét hơn về cái sứ mệnh. Mình sẽ dùng cái câu chuyện cuộc đời của Kiều hoàn thiện cái vai trò của người mẹ, Kiều nâng tầm cái vai trò này lên, Kiều chuyển thành một cái vai trò chia sẻ về cái sự hiểu của mình, về cuộc sống của mình đó. Và cái động lực thỏa mãn bên trong Kiều là số 4 thì nó làm cho Kiều như thế nào? Ví dụ như là tiếp cận làm cái gì đó, Kiều cũng thấy có một cái sự hoàn hảo, một cái sự chi tiết, một cái sự cụ thể, thì chỉnh chu, thì lúc này Kiều mới cảm thấy thỏa mãn kiểu vậy hết. Còn nếu như mình nên cái con số 4 này nó quyết định cái những cái hành động của mình, hành động với cách thức mình làm, được không các bạn? Đó. Và bây giờ mình sẽ đi qua một cái nữa là ý nghĩa của các con số về động lực thỏa mãn bên trong. Cái chỗ mà lẽ sống, cái chỗ mà năng lực tự nhiên á, bạn tính ra con số đó thì nó có một cái sự tương đồng về mặt ý nghĩa khá nhiều về con số chủ đạo. Kiều sẽ không có dành riêng cái phần đó để nói cụ thể từng con số, mà bạn nghe lại cái phần ở cái phần 1 á, bạn sẽ thấy rõ hơn. Có nghĩa là ví dụ như khi mình hiểu được con số chủ đạo mình là ai thì tự động cái sứ mệnh của mình sẽ biết cái đó là cái gì. Giống như con số 1, con số chủ đạo là số 1, số 10 chẳng hạn đi. Trong có chủ đạo thì không có số 1, nhưng thật ra con số 10 đó chính là nó mang anh năng lượng của số 1 và số 0. Thì trong cái năng lực tự nhiên nó sẽ có quy định từ con số 1 cho đến con số 22 luôn. Và nó có cái ý nghĩa là giúp đỡ từ cái lẽ sống của mình. Ví dụ như cái người con số năng lực tự nhiên mà tính ra là con số 1 thì cái năng lực đó chính là lãnh đạo, cái sự quyết đoán, đúng không ạ? Con số 2 đó là sự hợp tác. Con số 3 đó chính là cái sự giống như là tạo một cái năng lượng tích cực, truyền cảm hứng, cũng giống như là cái khả năng về mặt ngôn ngữ. Con số 4 là sự cầu toàn, chi tiết, thực tiễn, quy trình, đúng không ạ? Con số 5 là cái gì? Là một cái sự giống như lại là khả năng về biểu lộ cảm xúc của mình, và nhạy cảm cũng như là về mặt trực giác đó. Và cái yếu tố của số 5 là thích tự do. Con số 6 là yêu thương, trách nhiệm với gia đình. Con số 7 là một cái người về giống như một nhà thông thái, năng lực của một nhà thông thái, một óc phân tích. Con số 8 là cái năng lực về việc làm việc độc lập, cũng như là về mặt năng lực về mặt có sự nhạy cảm về mặt những cái tài chính, giống như là làm việc về những cái lĩnh vực liên quan tới tài chính, quản lý đội nhóm theo kiểu là năng lực điều hành đó. Số 1 thì rõ nét điều hành nhiều hơn. Số 8 vẫn có nhưng mà phải cân bằng, ở một năng lượng cân bằng, nghĩa là hoàn thiện bản thân trong cái việc là biết cách học, cái cách hợp tác. Mình là tính độc lập, mình tính trách nhiệm của mình nó rất là lớn. Con số 9. Con số 9 là một con số của việc lý tưởng và cũng trách nhiệm. Và con số 9 cũng là một con số gọi là những con số mà kiểu như là về mặt xã hội, họ rất là mong muốn có một xã hội công bằng và họ luôn luôn khát khao để thực hiện cái lý tưởng kiểu như vậy. Con số 9 cũng là một con số rất là trách nhiệm. Đó là mình đến để mình sử dụng cái năng lực đó để mà mình giúp đời với những cái sứ mệnh đó. Mình nói thì nói qua những con số đó để bạn nhớ. Và Kiều không có soạn cái bài giảng phần nói về phần sau nó rất là nhiều nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ không kịp. Và cái phần tiếp theo là ý nghĩa của các con số về động lực thỏa mãn bên trong. Có nhất là số 1 là bạn biết rồi. Số 1 là cái con số về năng lực tự cộng. Có những người đồng hành với nhau nó ra con số 1 luôn, là về mặt năng lực gọi là muốn có một cái thời gian cho chính mình, và cái năng lực là họ rất là, vì họ năng lực hồi nãy là lãnh đạo đúng không, tiên phong này kia, cho nên thành ra là họ sự tự do, họ muốn có những cái việc gọi là làm việc một mình đó, họ có cái khả năng này, và ở bên trong họ là khát khao có được một khoảng không gian riêng cho mình để mà mình tập trung về cái việc gọi là đạt cái mục tiêu của chính mình. Cái động lực ở bên trong con số 1 này là họ sẽ làm cái gì đó, họ làm cũng nhanh nhẹn và quyết đoán. Nói chung là con số 1 làm với một cái năng lượng, một cái động lực ở bên trong là làm sao đó để mà tạo ra được một cái sự nắm bắt cơ hội, là họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Động lực thỏa mãn bên trong bạn giống như là làm thế nào để mình đạt được sự hạnh phúc đấy. Con số 2 là động lực của họ bên trong là làm thế nào để họ hạnh phúc, là họ cần có được một cái năng lượng cân bằng đó, cân bằng, và họ đối xử công bằng với mọi người lắm, và họ rất là thân thiện với mọi người, nên họ động lực bên trong sự khát khao, và họ muốn mọi người cũng phải đối xử công bằng với họ. Con số 3 thì họ cái sự thỏa mãn của họ là họ luôn luôn muốn nhìn nhận các cái vấn đề bằng cách là luôn luôn đánh giá cả về mặt lý trí và cả về mặt tình cảm luôn, và họ có được một cái khả năng nhìn nhận con người rất là thông thái. Chính vì vậy cho nên họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được đọc vị người khác, được tạo cái sự ảnh hưởng với người khác, và đánh giá các vấn đề rất là rõ ràng, không bị cái gọi là không có bị cái tâm lý đám đông các bạn. Rồi, tiếp theo là con số 7. Con số 7 thì động lực thỏa mãn là họ tập trung cho chính mình về việc tự đi trải nghiệm. Khi mà họ được trải nghiệm một cái gì đó, họ cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là hạnh phúc, cho nên họ đi theo cái này. Và mình sẽ sau này mình sẽ học thêm nữa là về cái biểu đồ tên nữa, bạn sẽ thấy nữa là bạn bắt đầu bạn biết kết hợp với lại bạn mới thấy là ví dụ như cái người này con số chủ đạo là con số 7, mà động lực thỏa mãn bên trong lại là con số 7 nữa, thì bạn sẽ thấy cái mức độ cái năng lượng họ làm với cái việc rất là rõ nét về con số chủ đạo của họ nữa, thì lúc này cái mức độ gọi là người này cần phải mở lòng để học nhiều, nghĩa là học hỏi từ người khác để cho mình giảm thiểu cái rủi ro các bạn. Ví dụ như là để mà giảm thiểu rủi ro bằng cách là mình đọc sách, cũng có thể là mình học từ bạn bè, thậm chí là bản thân, để cái việc đi trải nghiệm của mình nó bớt đi rủi ro, nên mình phải mở lòng trong cái việc này. Còn con số 8, cái động tức nghĩa là họ là một cái con người có khả năng làm việc độc lập đúng không ạ? Và chính vì vậy cho nên bản thân ở bên trong của họ, để mà họ cảm thấy tuyệt vời, là họ cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời, thì nó họ cần được một cái sự gọi là được trao quyền, được ghi nhận và được tự do, được độc lập trong cái vấn đề làm một cái gì đó, thì họ cảm thấy rất là tuyệt hạnh phúc. Con số 9 thì bạn sẽ biết rồi, họ là một cái con người lý tưởng và có trách nhiệm, cho nên cái ở bên trong họ luôn luôn khao khát làm sao, luôn luôn muốn nâng cấp bản thân và luôn luôn nâng cấp cái chất lượng cuộc sống họ lên để mà đạt được những cái lý tưởng của chính mình, cũng giống như là cho gia đình của họ. Và con số 9 này là làm cái năng lực, cái con số chủ đạo là họ là đến với sứ mệnh cuộc đời này là cũng là giúp đỡ, cũng là bằng cái lý tưởng của chính mình, cho nên cái việc mà cái động lực, những cái người con số đạo 9 rồi cái động lực lại con số 9 nữa, thì điều này nó sẽ làm tăng cái năng lượng của người này lên nữa. Giống như vừa mới nói các bạn, con số chủ đạo đến cuộc đời này con số 9 thì thật ra nó chỉ là một cái chất lỏng có ký ức là con số 9 được không, nhưng mà cái động lực thỏa mãn bên trong là cái năng lượng cũng như là cái đam mê của họ đó. Đam mê chính là một cái dạng năng lượng đúng không ạ? Thì cái động lực thỏa mãn bên trong này nó sẽ làm rõ nét hơn về cái đam mê của họ, cái cách mà họ làm, cái how để mà họ thực hiện được cái what. Thì cho nên thành ra là nếu họ với cái năng lượng này họ sẽ phục vụ cho con số chủ đạo kia cũng khá là tuyệt vời. Nhưng mà phải luôn luôn phải phát triển để cân bằng nha, thì mới ấy, nếu không cái số 9 mà không mất cân bằng thì nó sẽ rơi vào cái năng lượng giống như mình cảm thấy là mình bất mãn, mình không cảm thấy thỏa mãn với cái việc là ý tưởng mình nó quá lớn, trong khi đó cái hiện tại của mình thì nó sẽ không đủ thực hiện. Rồi, con số 10 Con số 11 bài dài lắm. Nên là ra cái phần này là các bạn nhớ nhanh. Đầu tiên các bạn nhớ chính bạn trước để bạn học hiểu rõ, đừng không cần nhớ cho ai hết, nhớ cho mình. Trong cái bài học này hôm nay là mình nhớ những con số của mình để mình hiểu cái sự móc nối và mình soi lại cái trải nghiệm của mình để mình nhớ bài trước đã. Xong về mình sẽ lên YouTube mình coi lại cái clip này. Đây, con số 10. Thật ra trong cái cuốn sách mà kiểu ở đây, sách này thì có những tài liệu thì không, sách khác thì lại không có con số 10, chỉ từ 1 đến 9 và 11 và 22 thôi. Nhưng mà riêng cái này nó có một con số 10 nữa. Và cái điểm số 10 nó được tạo ra từ khi mà bạn tính các cái nguyên âm của bạn cộng lại mà nó ra con số 10 và ra con số 19, đúng không ạ? Thì nó sẽ cộng lại là ra con số 10 đó. Thì bạn nó có một cái năng lượng là cái này nó dịch ra là một cái người mà có khả năng cảm nhận về thế giới siêu hình. Và khi đó cho nên họ khi mà họ cảm thấy được hạnh phúc, khi họ được thấu thị, khi họ được thấu hiểu những cái năng lượng xung quanh cũng như tình huống những con người xung quanh đó. Thì cho nên với cái năng lượng này thì cái sự đa sắc màu về việc cảm nhận của bạn, nếu mà bạn cân bằng được thì bạn sẽ kích hoạt được cái năng lượng này của bạn, khả năng thấu hiểu của bạn, để bạn phục vụ cái khả năng thấu hiểu này cho con số chủ đạo của mình. Và con số 11 thì bạn được biết ở con số chủ đạo là cộng tất cả các ngày sinh của mình lại với nhau, đúng không, ra con số chủ đạo. Và ví dụ như con số chủ đạo là con số 11 đi, và con số động lực thỏa mãn bên trong của mình lại là con số 11 luôn, thì điều này nó cũng sẽ tăng lên cái năng lượng của bạn rất là, nó tương đồng và nó rất là tuyệt vời. Nhưng ví dụ như con số chủ đạo của bạn là con số 8, nhưng tên bạn đặt ra nó lại được con số 11, đúng không ạ? Thì nó sẽ trợ duyên cho cái con số chủ đạo 8 của bạn rất là nhiều. Nó giúp cho bạn có được một cái sự trực giác, có một cái tâm linh cũng như những cái lòng trắc ẩn yêu thương mọi người. Cái việc diễn đạt cảm xúc của con số 8 cần có thời gian, thì con số 11 này nếu mà động lực thỏa mãn bên trong bạn có thì nó sẽ trợ duyên cho bạn khá tốt, về làm cho con số 8 này nó được tuyệt vời hơn, được không? Riêng con số 22, con số chủ đạo 22 thì là cống hiến, là giống như là một cái người có một cái nhân dạng về mặt kiến tạo. Con số 22 là con số double con số 4 nữa, nó sẽ là năng lượng mạnh hơn con số 4. Con số 4 là về mặt tổ chức này, về mặt sắp xếp này, thì con số 2 nó mạnh hơn con số đó. Con số 2 nó có một năng lực kinh doanh, năng lực về tổ chức rất là lớn, về khả năng kiến tạo nữa, kiến tạo để mức cống hiến và phục vụ cho cộng đồng luôn các bạn. Thành ra khi mà họ làm được những cái điều gì mà mang tính chất là kiến tạo, là một cái dạng tạo ra những ý tưởng từ những cái có sẵn cũng như những cái tư duy của họ phát minh ra, thì họ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, được thỏa mãn. Nên họ làm những cái gì đó họ sẽ làm với một cái sức mạnh. Giống như cái người số 22 này nè, sau này những đứa trẻ cũng như người số 22 hãy cân bằng, hãy học cái cách cân bằng cuộc sống của mình để mà không bị gọi là quá tham việc á. Khi mình không có cân bằng được thì khi mà mình sử dụng não của mình để mà mình làm những kiến tạo cũng như mình đóng góp cho cộng đồng, đôi lúc mà mình bị mê và cuốn theo cái đó là mình sẽ bị mất cân bằng. Cho nên hãy học cái cách điều tiết. Rồi, đó là cái phần nãy giờ là mình học về. Rồi mình sẽ qua con số thái độ bên ngoài. Và trước khi qua con số này thì Kiều sẽ ngừng lại để Kiều xem hiện nay các bạn đang chắc gì đây. Lát xong Kiều quay lại bảng số. Cái gì thì bạn cứ coi lại YouTube thôi ha. Rồi, tất cả mọi thứ các bạn coi lại YouTube. Rồi, không có gì gọi là quá đấy, đúng không? Rồi các bạn, nãy giờ các bạn nghe ổn đúng không? Mình chỉ chắc thắc mắc khi mà mình thấy nghe không được. Thiếu 456 rồi. Chắc là bị soạn bài thiếu rồi. 456 nè. Có 456 nãy Kiều chưa nói Rồi quay lại 456 nha. Sorry. Rồi giờ mình nói 456. Những cái bạn có 456. Con số 4 thì hồi mình biết có nhân dạng con số 4 và về con số chủ đạo là người sao? Thực tiễn ha, quy trình ha, rõ ràng ha, đúng không ạ? Vậy thì và con số động lực thỏa mãn bên trong. Nếu như cái người này á mà con số chủ đạo không phải là con số 4, ví dụ như con số 9 thì chẳng hạn đi, là về mặt lý tưởng nè, tầm nhìn, tập trung vào những cái việc tạo ra những cái sự giúp đỡ cộng đồng bằng cái trái tim yêu thương của mình, bằng sự chia sẻ của mình. Nhưng mà bằng cách nào để thực hiện cái ý tưởng nó tốt hơn? Nếu như người này không, cái tên của họ đặt á, ví dụ như tên trên chứng minh nhân dân này kia của mình thì mình không thể đổ được rồi, mình tính ra mà nó không có con số 4, hoặc là nếu mà nó tính ra con số 4 nữa thì nó là một mảnh ghép cho bạn, là nó giúp cho bạn trong cái việc gọi là tính toán là cân nhắc, là tính toán là bài toán hiệu quả của vấn đề nè, và ở bên trong mà họ nhìn nhận mọi việc rất là thận trọng nè, thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho các bạn nhiều hơn đó. Nhưng tuy nhiên là đây là một cái năng lượng, hai năng lượng này nó hơi bị chọi nhau một chút, cho nên là mình phải biết cách để sử dụng, chứ nếu không là cứ bị để làm thế nào, ví dụ như năng lực của mình cũng phải số 4 luôn, năng lực bẩm sinh của mình lại là một con số 6 chẳng hạn, mà con số chủ đạo của mình lại là con số 9 chẳng hạn, thì con số 6 với con số 9 là sáng tạo, bay bổng, ý tưởng, lý tưởng, đúng không? Mà cái động lực bên trong của mình lại là con số 4. Dạ, xin thưa Kiều đây. Kiều là con số 11, thật ra số 11 với số 9 nó cũng có những cái nhân dạng giống nhau. Thì Kiều là số chủ đạo là số 11, đúng không? Con số năng lực bẩm sinh của Kiều là con số 6, đúng không? Là yêu thương, rồi trách nhiệm, rồi nói chung là con mẫu người của, chút nữa mình sẽ học về con số 6 nãy Kiều nói, đó là mẫu người của gia đình. Thì vậy thì nhưng động lực thỏa mãn bên trong Kiều lại là con số 4. Thành ra là đôi lúc mình quá cầu toàn và mình quá chi tiết, cho nên bạn cứ biết rằng một điều mà xảy ra với Kiều này, Kiều chia sẻ bạn dễ hiểu nhất. Kiều làm trong cái lĩnh vực về phát triển bản thân 4-5 năm rồi. 2015 là Kiều khởi nghiệp, 2012 Kiều khởi nghiệp thời trang, 2015 là Kiều khởi nghiệp về một công ty về đào tạo, về giáo dục. Mà đến thời điểm này bạn biết YouTube của Kiều á, Kiều không tạo một kênh YouTube cá nhân nào, cũng không tạo fanpage gì cả. Mãi đến khi mà Kiều bén duyên với cái tên là Tracy, do con trai Kiều tự nhiên thông qua bạn đó đặt cho Kiều cái tên đó, và Kiều lên mạng Kiều search cái chữ Tracy chính là có nghĩa là chiến binh. Kết hợp với chữ Hồng Kiều nó ra một cái con số 22 các bạn. Nó ra một con số 22. Con số 22 về năng lực đó, là con số 22. Cái tự nhiên mình tự động nó chiêu cả những nguồn lực cho Kiều, và Kiều có những cái nhã hứng là đặt tên kênh YouTube, xong rồi đặt tên fanpage, rồi thế này, cho nên thành ra những cái bài giảng này Kiều ốp lên cái YouTube cho các bạn đó, là cách đây mới có đường tuần thôi đó. Và tại vì cái sự cầu toàn của mình, con số 4 cái động lực thỏa mãn là mình phải làm gì nó chỉnh chu, nó cầu toàn, nó phải thận trọng, thì lúc này Kiều mới cho ra sản phẩm. Cho nên thành ra thậm chí là Kiều nấu ăn Kiều hay khách đến là theo cái văn hóa của nhà Kiều, khách đến là Kiều đãi đồ chay thôi, và Kiều cũng nấu ăn này kia, mọi người cũng có được cái sự khen ngợi, nhưng mà mọi người cứ nói ốp đi, làm clip đi, nhưng mà mình không có đủ sẵn sàng. Mình cảm thấy quay là phải đẹp, quay nó phải chỉnh chu, với là nó làm nhiều khi nó làm chậm đi nếu như mình không biết, và cho nên thành ra bây giờ mình đã hiểu rồi, mình sẵn sàng, cho nên thôi cứ phải khắc phục cái điều đó đi, vừa làm quy trình và vừa bớt cầu toàn để cho mình hành động cho nó nhanh. Đó, bạn rõ về cái việc kết nối những con số lại với nhau chưa? Đó, đơn giản như vậy. Con số 5 thì cái nhu cầu tự do của con số 5 cũng cao lắm và ghi nhận nữa. Cho nên thần tiên là họ có cái nhu cầu. Con số 5 bạn biết là con số ở giữa có cái trục, đúng không? Nó tiếp xúc với tất cả con số khác. Cho nên con số 5 nó có được cái gọi là đa giác quan đó. Và con số 5, ai mà có con số 5 ở cái trục biểu đồ hệ sinh thì họ khá cân bằng. Có nghĩa là họ cân bằng, họ không bị thiếu trục nào. Tuy nhiên họ phải học cái cách để cân bằng nữa, chứ không là cái cảm xúc của họ đầu tiên là nhạy bén và nhận biết cảm xúc tốt, nhưng nếu không học cách quản trị thì sẽ bị tác động bởi những cảm xúc, lúc đó cảm xúc của họ sẽ lúc vui lúc buồn đó. Cho nên thành ra là con số 5 cái động lực, những người mà có con số 5 động lực là họ luôn luôn có cái làm cái gì họ phải thấy, phải nhìn nhận cái công việc đó là phải tự do nè, công việc đó nó phải mang lại một cái sự thoải mái nè, công việc đó nó phải làm sao nó mang lại được cho tôi một cái gì đó có thể diễn đạt được những cái cảm xúc của tôi nè. Ví dụ như họ có thể làm những cái tiếp xúc một cái gì đó, họ phải suy xét cái tính chất công việc nó phải có cái mùi đó thì họ mới hành động. Các bạn hiểu về con số động lực bên trong chưa? Con số 6, con số 6 ví dụ như là trước khi tiếp cận một vấn đề gì đó thì cái họ nhìn nhận, họ xem xét cái động lực để thôi thúc họ làm đó chính là nó phải có được những cái giá trị của sự yêu thương, của sự sáng tạo. Họ luôn luôn muốn bày tỏ cái sự sáng tạo của mình trong công việc, của trong gia đình, thậm chí trong những cái sở thích mà thường ngày của họ. Họ cũng muốn là có cái gì đó nó phải có cái mùi của sự sáng tạo thì họ mới thôi thúc cái hành động mà làm đó. Cả nhà ổn hả? Nãy giờ quên mất cái beeline này rồi. Hôm nay là mình nói về mặt lý thuyết cho các bạn khá nhiều. Và chút nữa Kiều sẽ chia sẻ về cái mặt sâu chuỗi cái phần này. Thái độ. Trước khi đi vào cái này coi các bạn sao. Kiều ơi. Đúng rồi các bạn. Con số. Hỏi không hiểu luôn. Kiều ơi, 5, 10, 9, 5 cộng hết lại. Khi cộng lại mà ra con bạn cộng á, là bạn nhớ nha, bạn ghi tên này, cái bảng Kiều đã ghi rồi là mình hạ theo tên xuống, sau đó mình cộng lại. Và còn chỉ riêng con số 10, con số 10, con số 11 và con số 22 thì mình không cộng, mình để nguyên để mình xem ý nghĩa của nó. Còn những con số khác là mình cộng cho nó ra thành một chữ số. Các bạn Chi, bạn nói em không có con số 4 nào, mình rất là cầu toàn. Bạn con số chủ đạo là con số nào? Hiểu không? Có nghĩa là mình ở đây là động lực, mình tiếp cận một cái gì đó, mình cần cái sự chỉnh chu, mình thận trọng. Nếu mà mình động lực tiếp cận, động lực thỏa mãn bên trong mình là con số 4, động lực mình muốn làm đó, phải có đảm bảo cái tiêu chí đó thì mình sẽ có động lực để mình làm hơn. Còn cái việc mà mình thấy mình không có con số đó mà mình vẫn chỉnh chu cầu toàn thì mình xem xét cái sự cầu toàn này nó mang lại cái lợi ích cho mình hay không, nó làm cho công việc mình hoàn hảo hơn và tốt hơn hay là nó làm cho mình ì trệ hơn, nó làm cho mình không dám ra quyết định, thì mình chỉnh chu, mình chỉnh sửa nó thôi. Chứ mình cũng không có cần phải lo lắng là ủa sao mình không có con số đó mà mình lại bị cầu toàn, cái điều đó không sao ha. Nghĩa là với họ có dạng năng lượng này thì cái sự chi phối của họ về mặt cái này nó sẽ rõ nét hơn. Còn nếu bạn không có những cái dạng năng lượng đó mà bạn vẫn thấy mình có cái dấu hiệu đó, mà mình phải xem xét cái dấu hiệu đó tốt hay là không tốt. Cầu toàn mà nó làm cho mình chỉnh chu, làm việc hiệu quả và hoàn hảo, tốt, và nó không làm cho mình bị chậm ra quyết định thì tốt. Còn nếu như đang làm cho mình gọi là không dám ra quyết định mà nó đến mức mất cân bằng theo cái kiểu là mình rụt rè luôn đó, thì mình phải thay đổi. Rồi bây giờ mình không cho mình tiếp tục ha, mình không có nhắn vào đây nữa, mình coi con số thái độ bên ngoài của mình. Dạ. Yeah. Các bạn xem, các bạn tính nha. Thái độ bên ngoài này được tính bằng cách là bạn sẽ tính các phụ âm. Tính các phụ âm của từng cái tên của mình. Ví dụ họ và tên của mình tính tìm ra tất cả các phụ âm và mình hạ theo. Ví dụ chữ Nguyễn Thị Hồng Kiều thì phụ âm có chữ N, chữ G, chữ Y dài, chữ N, chữ Thị thì có chữ T, chữ H, chữ Hồng thì có chữ H, chữ N, chữ G, chữ Kiều thì có chữ K. Đúng không ạ? Mình hạ xuống và sau đó mình cứ rút gọn từng ý một ở đây. Sau đó bắt đầu mình ra con số 11 và không cộng lại nữa. Và cái tên Nguyễn Thị Hồng Kiều của Kiều, cái thái độ bên ngoài của Kiều chính là con số 11. Và bạn sẽ thấy rằng là nó tương đồng chỗ này, thái độ tên của Kiều đầy đủ đúng không, mà ba mẹ mình đặt, ba mẹ cũng đâu chưa có lúc đó chưa tìm hiểu thằng số học mà ba mẹ mình đặt cái tên Nguyễn Thị Hồng Kiều với cái thái độ bên ngoài của Kiều là con số 11 luôn. Nó lại tương đồng với con số 11 của con số chủ đạo của Kiều. Vậy thì điều này bạn thấy được điều gì ở đây? Bạn thấy được điều gì ở đây? Và ví dụ như có thể này như vậy nè, Ví dụ trước đây Kiều ít có sử dụng về cái tên con số chủ đạo là số 4, số chủ đạo số 4 thì là trên chứng minh nhân dân đó, là Kiều sử dụng nhiều con số 4. Con người Kiều nó khá rõ ràng, chi tiết và làm những quy trình vi phạm, thậm chí là hồi còn xưa á, mình chưa có phát triển bản thân là mình ở cái mức độ là cẩn trọng đến mức là không dám ra quyết định, và cái việc đứng trước đám đông mà chia sẻ hồi học đại học cũng như là hồi cấp 3 là rất là hiếm khi xảy ra đó, nó cũng chi phối năng lượng của mình. Tuy nhiên là con số 11 cũng là cái con số thái độ bên ngoài, nên khi mà ai mà đang mới tiếp cận với Kiều với cái tính cách này, giống thái độ bên ngoài, nó giống như gọi là tính cách bên ngoài của bạn, cái tính cách mà người ta nhìn thấy bạn khi mà họ tiếp xúc với bạn. Thì con số 11 này nó có ý nghĩa, nãy thì mình có nói các bạn, chúng nó sẽ cho biết ý nghĩa con số 11 là gì, là một cái dạng năng lượng mà nó tạo cái sự yêu mến từ cái nhìn của người, giống như là mình sẽ dạng thân thiện hơn, chứ không đến mức gọi là, ví dụ như nếu như con số chủ đạo về là con số 4 thì cái việc thận trọng, có cái việc chi tiết, cái việc thực tế của Kiều á, mà nếu như con số thái độ đều lại con số 4 luôn thì mình giống như mình cần có ai mà đến tiếp xúc với mình, họ cần có thời gian để mà tiếp xúc với mình hơn, cũng giống như mình sẽ chiêu cảm năng lượng của những cái con người mà thích sự rõ ràng, thích sự thực tiễn thì sẽ đến làm việc của mình nhiều hơn, đúng không ạ? Còn ví dụ như khi mà thái độ bên ngoài Kiều là số 11, nên thành ra Kiều đến những cái môi trường về phát triển bản thân thì Kiều hay giống như là cái việc mình làm quen, cái việc mình bắt chuyện, cái việc mình kết nối cộng đồng nó không có quá gọi là khó đối với mình, nó thuận lợi với mình, thậm chí là mình có rất nhiều bạn bè chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi trong này con số cái chữ Y đó, chữ Y nãy bạn biết rồi ha, nếu như chỗ chữ Nguyễn này, chữ Y vẫn tính là một phụ âm đó, mình tính ra luôn. Nên con thái độ bên ngoài, nên các bạn tính là thái độ bên ngoài và nhớ cái thái độ bên ngoài của mình, và mình đến cái phần gọi là về mặt ý nghĩa. Giống như ông cha ta có cái câu rất là hay đó là tâm sinh tướng đó. Thành ra là cái việc mà mình suy nghĩ cái động lực ở bên trong của mình, cái suy nghĩ của mình, cũng như cái thái độ, cái cách mà cái hành vi, cái cách mà mình ứng xử, cái cách mà mình sử dụng cái tính cách đó thì nó sẽ quy định ra cái năng lượng của mình. Cho nên thành ra là cái này nó chỉ bổ sung thêm cho mình để mình biết được rằng là nó thêm cái chất liệu của cái mùi nước hoa nãy Kiều nói đó, nó làm thêm tăng cái mùi vị đó lên. Và mình hãy nhớ rằng là luôn luôn trao gửi cái sự yêu thương cho mọi người xung quanh, để cho mình luôn luôn gọi là sử dụng cái con số 2, có nghĩa là thái độ của mình, có thể là mình không phải có con số 2 nhưng mà mình hiểu đặc tính quan trọng của con số 2, mình sử dụng cái con số 2 đó để mà mình bổ sung vào năng lượng của mình. Chẳng hạn khi mà mình hiểu hết tất cả con số, và khi bạn hiểu chính bạn á, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn quan sát chính mình, lúc này bạn sẽ không còn cái nhiều, mỗi ngày mà mình sẽ thanh lọc mình dần dần. Rồi nếu như thái độ bên ngoài bạn là con số 1 thì lúc này thái độ là gì, nó thể hiện cái sự cái năng lượng, giống như là cái hành vi mà mình tiếp cận với một cái vấn đề nào đó, cũng như người khác nhìn vào mình, hoặc là cái sở thích của mình thích làm theo cách nào, giống như gọi là cái thái độ của mình đó. Thì những người số 1 là thích làm việc độc lập và thích được trao quyền, họ thể hiện rõ nét về cái thái độ của họ về như vậy, và họ cần có cái không gian riêng, đúng không ạ? Người mà số 2 thì thích làm việc đội nhóm, mang một cảm giác rất là dễ chịu. Người số 2 thái độ bắt đầu mình nhìn họ sẽ là một người rất là dịu dàng, ấm áp, nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nếu như đây là một cái năng lượng cân bằng của con số 2. Còn ví dụ như trước giờ bạn là con số 2 là thái độ bên ngoài, cái tên của bạn ấy tính ra, nhưng mà cái môi trường của bạn chưa được thuận duyên trong cái việc là hưởng được những cái năng lượng tích cực từ cái môi trường mình sống từ nhỏ đến lớn, thì mình nên biết ơn về việc bây giờ mình hiểu mình có con số 2, thì mình quay về với cái bản chất thực sự của mình để mình kích hoạt nó lên, bạn hiểu không ạ? Chứ mình không có đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà mình biết ơn với cái hoàn cảnh đó, cái vấn đề đó và những người tác động với mình, để cho mình thêm cái sự hiểu, thêm cái sự tôi luyện, để ngày hôm nay mình thấu hiểu nhiều hơn, mình có thêm nhiều trải nghiệm hơn. Và chính vì những cái bài học cuộc đời mình không, những cái môi trường nó không thuận lợi cho mình, đó là những cái món quà nó mới đẩy cho bạn đến những lớp phát triển bản thân, đẩy cho bạn phải đi tìm hiểu những cuốn sách, đến với những người thầy, học cách thanh lọc cơ thể. Cho nên chính điều đó nó làm cho bạn tăng cái sự hiểu của bạn lên, đúng không ạ? Cái người mà có một cái bề dày trải nghiệm nhiều, bạn sẽ thấy rằng là cái trí thông minh họ càng lớn. Và khi trí thông minh càng lớn, nó cao, bạn đạt được cái trí tuệ rồi và bạn luyện thêm những cái phương pháp như thiền định thì nó sẽ tăng cái trí não của bạn lên một tầng nữa, là ở dạng như là một cái trí rất là sạch và nó ở lên giống như là mình kêu là tuệ, có những cái sự tuệ giác rất là tốt. Rồi con số 3 thì thái độ là họ sẽ, nói chung là cái con số 3, cái người này mà họ xuất hiện ở một giống như con người của buổi tiệc, một buổi tiệc họ xuất hiện, họ mang đến một cái năng lượng rất là sáng, một cái sự gì đó nó rất là thu hút, nó có một vẻ bề ngoài rất là sáng và họ lấy được thiện cảm của mọi người rất khá tốt. Đó là một cái trạng thái cân bằng của số 3. Còn những người mà mình đưa ra thái độ bên ngoài mình là số 3 mà mình chưa thấy mình có được cái đó thì đây là lúc bạn phát triển nó nha. Chứ mình học cái này là vì cái này đã được chứng minh về mặt năng lượng rồi. Cho nên thành ra là mục đích của mình đến với thần số học là gì? Mình tìm những cái thông tin tích cực, tìm được những cái bản thể gốc của mình để mà mình kích hoạt nó lên, chứ không phải mình suy ra với cái bản thể thật hiện tại và mình nói sao không giống mình. Thì điều này là lúc bạn không kích hoạt được cái con số, những thuận lợi của mình về cái tên của mình, cái năng lượng tên của mình. Bạn hiểu về tên, hiểu về bí mật của nước rồi, cái tên nó có năng lượng rất là mạnh. Ví dụ như bạn nào mà học về Reiki này kia thì nó có những cái ký hiệu đó, chỉ dần dán lên một cái vật thể nào đó nó đã tăng cái năng lượng vô ích cho cái vật thể đó rồi. Thì giống như tên của mình cũng vậy, nó dán nhãn cho mình suốt đời của mình mà, thành ra là nó đã chi phối bằng năng lượng của mình rồi. Tiếp theo là mình sẽ đến với con số 4, 5 và 6. Nó cũng con số 4 thì cái thái độ, ví dụ như cái thái độ là cái cách mà người ta nhìn thấy bạn, thì họ thấy bạn, người khác nhìn thấy bạn là một người khá thực tiễn, thực tế. Ví dụ là bạn thực tế ở đây là hiểu một cách rất là tích cực, đó là một người làm cái gì họ cũng tính ra một bài toán hiệu quả để mà họ lựa chọn vấn đề đó, chứ họ không có, họ thận trọng trong cái việc đó, chứ không phải kiểu như là cứ làm ào ào để mà nó bị rủi ro đó. Thì cho nên và số 4 bạn biết rồi, nó nằm ở trục thể chất. Và trục giữa của thể chất nó có mang một cái năng lượng là cái người này, những cái công việc mà mang tính chất tay chân đó thì họ sẽ giống như họ sẵn sàng rất là nhiều. Cho nên ví dụ như những cái người mà có cái này là con số 4, bạn sẽ thấy họ giống như là một cái tiếp người rất là siêng năng, kiểu nhìn thấy họ như vậy đó. Giống như là mình sai cái người mà họ không có con số 4 thì đôi lúc họ sẽ nhiều khi cũng phải suy nghĩ một chút có nên làm không. Nhưng mà con số 4, mình sai cái người mà có con số 4 mình thái độ bên ngoài thì họ, cái tính cách của họ là thích đụng chạm rồi làm việc, như là họ sẽ sẵn sàng cho bạn những cái công việc mà tính chất nhiều. Thành ra lúc mà bạn tuyển dụng hoặc là bạn sử dụng nhân sự, hoặc là bạn biết ví dụ như con bạn không có con số này thì bạn lấp đầy con số này bằng cách nào, hoặc bé có con số này thì bạn tạo riêng cho bé những cái công việc nó liên quan tới cái đó, thì bé rất là sẵn sàng, đúng không ạ? Mình hiểu hơn rồi. Ví dụ như con mình mà cái thái độ bên ngoài là không phải con số 4, con số 9 chẳng hạn, mà mình lại cứ bắt làm những công việc mang tính chất tiểu tiết, chi tiết này kia, thì lúc bé nó cảm thấy nó không vui, nó thể hiện ra bên ngoài. Con số 5 thì là thích tự do biểu đạt về cảm xúc, đúng không? Thì cái thái độ của họ là như vậy đó. Làm việc phải có sự, nói chung là họ cần môi trường có sự thích ứng nhanh và có thể biểu đạt được cảm xúc của họ. Nhưng những người này khi mình nhìn vào mình sẽ thấy họ rất là sôi nổi, rất là, nói chung là Kiều đang không hiểu, Kiều rất là thuận duyên với những số 5, hay là những cái bạn hiện nay đang số 5 là Kiều hầu như ngày nào cũng có chia sẻ với những cái bạn số 5, chia sẻ qua lại, và cái năng lượng của bạn thể hiện nó hay lắm, như là yêu rồi nó yêu biết ơn, nói chung là nó rất là dễ thương và có một cái năng lượng mình cảm thấy nhiều màu sắc mình rất là thích đó, kiểu vậy. Mà họ rất là đa sắc màu về mặt cảm xúc, nên họ biểu hiện họ yêu rồi họ nói rõ, họ có nhu cầu biểu đạt về điều đó mà. Nên những bạn nào mất cân bằng có nghĩa là đang mình không có biểu đạt được thì mình học cái cách để mà mình cân bằng, để mình có thể làm. Ví dụ con số chủ đạo của bạn là một con số 8 đi. Ví dụ như cần cái thời gian và để mà bạn nói lời yêu thương, ví dụ số chủ đạo là con số 8, bạn nói lời yêu thương bạn cần có thời gian hơn. Mà cái thái mà bạn lại tên của bạn nó lại là thái độ của bạn chính là con số 5 thì nó lại giúp cho bạn khá nhiều. Nó lại giúp cho bạn dễ, có nghĩa là nó trợ duyên cho bạn để thể hiện cái cảm xúc đó. Con số 6 là một người, giống như là người mà có thái độ là con số 6 thì họ là mẫu người của gia đình đó. Các bạn sống hết mình về gia đình và yêu thương, họ thể hiện ra một sự quan tâm đến những người thân của mình rất là nhiều. Và những cái bạn mà có con số 6 này nè, nên hoàn thiện cái vai trò dành cho gia đình mình tốt vào để mình nâng tầm cái đó lên, mình phục vụ cho cộng đồng, mình lan tỏa những cái cách mà mình dạy con, những cái gì mà mình chăm sóc gia đình đó, thậm chí nấu ăn, truyền cảm hứng cho mọi người cũng rất là tốt. Con số 7 thì thái độ bên ngoài con số 7 là thích học từ những cái gì mà trải nghiệm, nó cũng giống như cái động lực đó, nhưng mà mình nhìn vào cái con người số 7 là cái con người là ví dụ như mình thấy mình muốn họ lắng nghe ý kiến của mình, đúng không? Mà mình cái cách nói, cái lời nói mình nói cho con số 7 nó không có thuận thì ví dụ mang cái mùi áp đặt thì số 7 sẽ không nghe. Thành ra bạn biết số 7 là họ thích lắng nghe với chính mình, họ thích tự trải nghiệm hơn. Cho nên cái khi mà bạn đối xử với số 7 thì bạn phải hiểu điều này để bạn thông cảm cho họ, chứ không có áp đặt họ mà không có muốn họ phải mình muốn họ làm cái gì bắt họ phải làm liền, thì họ cần phải có thời gian để thích ứng với điều đó, được không ạ? Đó. Rồi con số 8 là tính độc lập cao và không có, nhưng là con số 8 là không có thái độ, là không có thích theo cái xu hướng đám đông nha, không có tâm lý bày đàn và họ rất là dám để mà thể hiện sự khác biệt đó, cái người số 8. Và số 9 là người rất là thích chiêm nghiệm mọi thứ và luôn luôn mong muốn thực thi những cái lý tưởng lớn và luôn luôn có những cái hoài bão cống hiến, nên nhìn họ theo một cái người giống như là đôi lúc nếu bạn không hiểu bạn nghĩ là sao cái người này cứ hơi mơ mộng chẳng hạn, nhưng mà cái năng lượng của họ khi mà họ cân bằng được là họ có một trái tim cho đi rất là tốt. Số 9 là họ sẽ theo với một cái câu là giống như là cho đi là còn mãi đó. Số 9 là một người có những cái tài năng. Số 9 thì trong số chủ đạo, số 9 thì là giống như là một người cũng thích rất là nhiều thứ và cũng giỏi rất là nhiều thứ. Và nếu như mà có cái thái độ bên ngoài, nếu bạn mà không có số 9 mà có thái độ bên ngoài, số 9 cũng là một cái cách bạn tạo được sự thiện cảm với mọi người khác. Số 10 thích ứng hoàn cảnh. Trong này khi mà bạn, cái số 10 là cái số mà nhìn họ là cái khả năng về một cái năng lượng linh hoạt và thích ứng với những hoàn cảnh, nhưng mà họ phải học cái cách cân bằng để mà không quá hời hợt với những cái điều mọi thứ xung quanh. Người số 10 này Kiều chưa có trải nghiệm nhiều. Cái người số 10 Kiều chỉ nghiên cứu ở trong cái sách mà Kiều viết ra, thì để sắp tới Kiều nghiên cứu về cái tên. Các bạn nào mà đang có cái thái độ bên ngoài số 10 á, có thể inbox cho Kiều thêm ha, để Kiều hiểu thêm về con số này. Con số 11, cái thái độ bên ngoài là số 11. Hồi nãy Kiều có nói đó là Kiều là có cái con số thái độ bên ngoài là số 11. Thì cái tính cách của mình là mình ưu tiên cho cái việc là sống hòa hợp, và cái số 11 là con số nói chung là nó sẽ có một cái năng lượng dễ mến với người khác, và đời sống tinh thần và tâm linh của họ sẽ phải cân bằng thì họ mới cảm thấy là hạnh phúc. Và cái là sự hiểu biết sâu sắc của họ về cuộc sống. Ví dụ như cái người mà bạn thấy, cái người mà có số 11 thì đôi lúc bạn sẽ hay đến để nhờ họ giúp đỡ, cũng giống như là chia sẻ những cái tình cảm tâm tư của họ, của bạn với người này, thì họ luôn luôn sẵn sàng đón nhận những cái việc như vậy, đúng không ạ? Và con số 22 thì cái thái độ là nhìn người này là một cái sự tinh tế và một cái khả năng, giống như nhìn người này giống như có một cái năng lượng, giống như một cái sức mạnh theo cái kiểu là sức ảnh hưởng với người khác á. Nhìn rất là giống như bạn thấy ra ngoài dùng một đám đông như vậy, thì con số 22 nó sẽ thể hiện một cái năng lượng là nhìn sáng, tinh tế nè, rồi cái lời nói của họ nó sẽ có trọng lượng. nếu mà họ biết cách phát triển cân bằng. Còn nếu như số 22 mà không phát triển cân bằng thì cái thái độ của họ giống như là vì họ quá giỏi và quá tinh tế, và đồng thời là có những cái óc về mặt tổ chức, mọi thứ họ đều là họ rất là kiểu như có thể gọi dùng cái từ phi phàm chẳng hạn, nhìn mọi vấn đề rất là sáng. Thì đôi lúc họ thấy những người khác không giỏi như mình, đôi lúc họ sẽ cảm thấy là không có được cái sự gọi là kết nối với người khác. Thì nếu như người sống không cân bằng, không có được năng lượng cân bằng, như là bạn không phát triển tích cực, thì con số 22 này cần phải hiểu điều đó ha. Rồi, bây giờ đó là những cái phần, và còn những cái phần như là năng lực tiếp cận này, động lực tiếp cận này, thái độ tiếp cận này, đó nó rất là nhiều cái thông điệp. Thành ra bây giờ Kiều sẽ đến đây, thì Kiều muốn coi lại cái phần các bạn đã đến tới đâu rồi. Họ Lê, hai vợ chồng đều có số 10 của thái độ bên ngoài. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, những người mà có thái độ bên ngoài là số 8 á, mà bên trong lại là con số chủ đạo của mình, lại con số 9 chẳng hạn, hoặc con số 11 chẳng hạn, thì mình học cái cách để mình cân bằng hai cái năng lượng này. Thì cái số 8 khi họ nhìn vào mình thì họ thấy mình với một cái con người rất là độc lập, rất là rõ ràng về rồi, giống như về mặt rõ ràng về mặt tài chính, rồi họ giống như là một cái năng lượng đó thì nếu như mà bạn muốn, bạn hiểu không, giống như là mình muốn thu hút những cái người để mà nguồn lực để trợ duyên cho cái con số chủ đạo cũng như là con số năng lực bẩm sinh của mình, để mình thực hiện hóa những cái dự án cũng như là những cái sự hợp tác của mình. Mà bên ngoài mình lại thể hiện mình là dự án của mình là toàn là giáo dục nè, rồi cho đi cộng đồng này kia, nếu mà mình có con số 11 đúng không, mà bên ngoài mình thể hiện thái độ lại là con số 8, thì đôi lúc mình lại thu hút năng lượng của những người số 8. Thì bạn sẽ hiểu là bạn hiểu cái điểm mạnh của con số 8 là cái tính độc lập, cái tính không phải là tính độc lập cao. Thành ra là cái việc những cái con người mà có cái năng lượng muốn làm việc cộng đồng á, thì lại bạn sẽ không thu hút được nhiều. Thì đôi lúc bạn sẽ phải cân chỉnh nó lại, học cái cách để mà vì con số 8 nó có một cái hay gì nè, là ở cái yêu thương bên trong họ nó lớn lắm, nhưng mà diễn đạt ra thì nó không có được giống như cái ý họ muốn, và họ không có thuận duyên để diễn đạt những cái tình cảm đó ra. Cho nên Kiều hay nói con số 8 là vô cùng mạnh mẽ và vô cùng yêu thương số 8. Cho nên thành ra những cái bạn nào mà có con số chủ đạo là con số 8, mà thái độ bên ngoài mình cũng con số 8, thì mình học cái cách mình biết cái năng mình ở trong đó nó lớn, nên thành ra là mình học cách biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài để cho mình được thuận lợi hơn trong cái việc kết nối với mọi người ha. Bạn là số 8 kia đúng quá ha. Rồi. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đi qua con số năng lực tiếp cận và động lực tiếp cận và thái độ tiếp cận. Cái này mình tính nhanh, tại vì nó cũng những ý nghĩa của các con số là bạn biết rồi. Bây giờ là năng lực tiếp cận, hồi nãy mình học là thật ra cái này là phải chia nhỏ và giảng ra luôn á thì nó mới kịp, mới sâu được. Nhưng mà thì muốn các bạn đi một cái bài tổng thể về tất cả những chỉ số đang có để các bạn nắm được hết. Và sau đó bắt đầu những cái buổi mà tương tác đội nhóm nhỏ, sau này thì sẽ duy trì cái buổi này để cho những cái bạn mà chuyên về số này số kia có những cái buổi làm việc tiếp theo nữa. Thế như là cái chương trình này mình cứ duy trì từ đây đến mình cứ duy trì thứ 7 một hàng tuần, khi nào mà kết thúc thì sẽ báo, nhưng bây giờ tuần sau mình vẫn tiếp tục. Bạn nào mà chưa đăng ký thì cứ lên trang giaoduyên.vn đăng ký để mà mình tham gia học. Trước khi học thì phải học cái phần mới, phần cũ trước. Rồi cái năng lực tiếp cận là giống như mình tiếp cận một vấn đề nào đó thì mình sẽ dùng cái năng lực này. Như Kiều, năng lực tiếp cận của Kiều là số 1. Cho nên khi mà có một cái gì đó mới, rồi những cái gì mà Kiều mới, Kiều làm theo kiểu năng lượng của số 1, nhanh, là quyết đoán, nắm bắt cơ hội rất là nhanh. Rồi đó là cái cách của con số 1 Kiều vận hành. Kiều quan sát mình thì thấy rất là cái kiểu này. Ví dụ như học cái gì cũng muốn là để ứng dụng nó là phải đi chia sẻ, đi tìm hiểu. Nói chung là mình sẽ giống như học nấu ăn cũng vậy. Khi mà mình làm cái gì mình cũng cứ, thậm chí là những cái công thức mà mình mới đọc đầu tiên thôi mà mình làm như là đã rồi vậy đó. Nghĩa là mình theo kiểu là nhanh và chấp nhận rủi ro. Con số 1 là nó là cái thái độ tiếp cận của Kiều, năng lực tiếp cận của Kiều là như vậy. Cái động lực tiếp cận của Kiều là con số 8. Động lực tiếp cận, cái năng lực tiếp cận bạn biết tính rồi đúng không? Nó giống như là năng lực bẩm sinh, năng lực tự nhiên mình tính hồi nãy á. Năng lực tự nhiên á là mình tính tổng hết tất cả những cái ký tự có trong cái tên của mình lại luôn. Còn cái năng lực tiếp cận là mình chỉ tính cái tên mà mình hay gọi thôi, mọi người hay gọi mình với cái tên đó, là mình tính ở cái chỗ chữ Kiều thôi đó. Và chỗ động lực tiếp cận thì mình chỉ tính cái chỗ cái gọi là cái động lực hồi nãy, cái động lực tự nhiên, động lực thỏa mãn bên trong của mình á, có phải là mình tính tất cả các nguyên âm của full họ tên của mình luôn đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ tính các cái nguyên âm của cái tên của mình thôi, được không ạ? Cái tên của mình thôi, chữ Kiều này thôi, và Kiều ra con số 8. Có nghĩa là khi nắm bắt một cái cơ hội nào đó, cái động lực đầu tiên tiếp cận mới, tiếp cận giống như gọi là cái đề ba ban đầu của mình. Đề ba ban đầu là mình nhìn thấy, mình quan sát liền luôn, mình thấy tính hiệu quả về mặt kinh tế, mọi thứ về mặt này kia nó mang lại cái nguồn như thế nào, thế là mình bắt đầu mình mới vào triển khai cái dự án đó, chẳng hạn đó là con số 8. Và mình phải đạt được cái sự cân bằng của con số này để cho mình thấy là đúng rồi, mình tạo ra được những hành động tiếp theo, đúng không ạ? Đó, nó chỉ là nó này nó cũng có mức ảnh hưởng không có mạnh bằng cái động lực thỏa mãn bên trong kia. Và mặt thỏa mãn bên trong của Kiều là con số 4 nữa, là phải chi tiết, phải rõ ràng nữa. Nên đôi lúc nếu mình không hiểu rõ thì mình sẽ bị mâu thuẫn tự những cái con số của mình, và mình cái dự án mà mình mong muốn để cho đi nó sẽ bị chậm đi. Ví dụ như khi mà mình làm động lực tiếp cận đi, trước đây á, nói luôn là chia sẻ này coi như là cũng để tâm sự với các bạn, hiểu về bản thân Kiều. Khi mình hiểu về tầng số học mình thấy rất là dễ thương, cho mình có sự hiểu. Trước đây là hay làm hội thảo lắm, làm hội thảo cũng 100 người, 200 người, 50 cũng có. Rồi bán mình hồi đó mình cũng có những sản phẩm mình kinh doanh mà, thì mình làm đào tạo nè, thì ra mình cũng có tổ chức hội thảo là chia sẻ, cũng trao giá trị đó các bạn. Nhưng mà cũng có chốt bán hàng rồi mang lại cái hiệu quả doanh thu để duy trì cái công ty chứ thì mãi tới thời điểm này, đó là những cái động lực tiếp cận của mình. Rồi tới thời điểm này thì khi mà mình rõ nét hơn, và thậm chí hồi xưa mình hay dùng con số 4 và con số chủ đạo mình nhiều hơn, thành ra là mình đi theo cái cách thậm chí mình không có cái clip nào trên mạng để mà chia sẻ giúp đỡ về mọi thứ, chỉ làm hội thảo rồi vậy thôi. Nghĩa là lúc đó mình cũng cầu toàn, mình ốp lên, mình cũng sợ không biết mình ổn không, mình ốp lên YouTube nên thành ra không. Tới thời điểm này mình thấy là khi Kiều sẵn sàng chia sẻ với các bạn, và Kiều public những cái clip mà Kiều lên trên YouTube cho các bạn nghe, là Kiều làm với một cái tâm cho đi hoàn toàn luôn. Và Kiều thấy là Kiều có cái câu chuyện trải nghiệm như thế nào của mình thì mình chia sẻ như vậy, nó làm cho mình tự tin hoàn toàn. Hồi xưa là mình còn có cái mùi là mình muốn phải bán một cái gì đó thì mình phải nói làm sao, phải tiếp cận mà bán nói làm sao cho để mà người ta thích, người ta yêu, người ta mua sản phẩm. Thành ra mình cứ chật vật trong cái việc gọi là để kiện toàn nó, và mình không có ra được cái chương trình mang tính chất lan tỏa. Thì mãi tới thời điểm này là Kiều hầu như là tạm ngưng mọi thứ về mặt kinh doanh, nghĩa là không có làm tập trung vào phát triển nhiều nữa, cho nên thành ra Kiều tập trung vào nghiên cứu cũng như tìm hiểu. Và Kiều cho đi, Kiều đi theo một cái sứ mệnh là cho đi là còn mãi, và Kiều làm cái cộng đồng duyên để cho Kiều tổ chức những cái chương trình chia sẻ. Cho nên mình thấy cái câu chuyện trải nghiệm đời mình ra mình chia sẻ thôi, và mình không cần phải có cái sự tiếp cận số 8 gì cả. Cho nên tới thời điểm này là Kiều cảm thấy rất là dễ, thoải mái, cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà mình chia sẻ cái chương trình thần số học này. Có bao nhiêu những cái không số, rồi những cái sách cũng như là những cái Kiều học, những cái chương trình các bạn cũng chia sẻ thì Kiều lấy hết ra, Kiều tổng hợp ở đây để Kiều gửi cho các bạn. Ở đây thì nó có thể là nó chưa đủ gọi là chi tiết, thì Kiều sẽ làm những cái buổi để mà nó chi tiết hơn. Kiều thấy cái sự hưởng ứng của các bạn. Hiện nay kênh YouTube các bạn đã ủng hộ khá tốt, đó là lượt view lên tới gần 4.000 trong một cái clip mà trong vòng có mấy ngày thôi. Thì nghĩ là trong khi mình mới tạo thì đây là một cái sự giúp đỡ. Các bạn có comment, feedback về, rồi thậm chí là ở những cái nước ngoài nữa, thì Kiều thấy là đâu đó cái sứ mệnh mình đang được thực hiện. Và Kiều rất là biết ơn các bạn đã đón nhận. Thì thông qua cái buổi đào tạo này thì cũng gửi lời tri ân cũng như cảm ơn các bạn đã rất là tương tác rất tốt với cộng đồng Giao Duyên. Mỗi cái post nào thì post lên các bạn tương tác còn nhiều hơn cái bài post ở ngoài cái Facebook cá nhân nữa. Nên Kiều rất là vui với cái điều đó. Và sau này Kiều sẽ chia nhỏ thêm những cái chương trình Giao Duyên với các bạn nữa. Sắp tới là sẽ có một cái lớp về thiết kế nem cạc, cạc logic theo phong thủy. Cái đó Kiều thấy Kiều đã trải nghiệm mà Kiều thấy nó khá là hay. Kiều sẽ chia sẻ thêm một cái chương trình đó cho các bạn tiếp sau cái đợt này. À, được chưa ạ? À? Hiểu về động lực tiếp cận chưa? Rồi. Thái độ tiếp cận nó cũng vậy, mình sẽ tính đúng cái phụ âm thôi. Thì chữ Kiều của Kiều thì nó có đúng con số chữ K là số 2. Thì cái thái độ tiếp cận là cái ví dụ như cái thái độ bên ngoài hồi nãy mình học là nó tổng quan chung và nó chi phối, gọi là nó trường tồn với mình luôn. Ở nhà, ở mới lập hay ở nhà hay mọi thứ nó đều là cái thái độ tiếp cận đó. Còn cái thái độ bên ngoài nãy mình coi là tất cả các phụ âm của tất cả các tên, đúng không? Bây giờ cái thái độ tiếp cận thì chỉ tính cái tên Kiều thôi và lấy chữ K thôi, và là số 2. Vậy thì cái người mà mới gặp Kiều á, thì rõ nét nhất là cái việc gọi là cái sự thiện cảm. Mình tạo cái sự thiện cảm cho họ. Ví dụ như nghe cái chữ Kiều hoặc là họ tiếp xúc với mình cái tên Kiều thì họ sẽ thấy cái có một cái gì đó sẵn lòng để đến kết nối với mình hơn. Cho nên thành ra là mình cũng rất là thuận duyên với cái việc là có được những cái người bạn tri kỷ cũng như những người bạn đến với Kiều đó, đúng không ạ? Đó thì là Kiều thấy Kiều trải nghiệm thế này nó khá dễ thương. Thì các bạn xem mình để mình bóc nối lại với nhau như thế nào. Giống như chữ Tuyết ha, chữ Tuyết thì mình chỉ tính là chữ T, chữ Y và chữ T, đúng không ạ? Thì sẽ ra con số 10, 11, các bạn hiểu chưa ạ? Mình tính cái phụ âm thôi của cái tên của mình thôi. Chữ Yến thì chỉ tính chữ Y và chữ N. Thì chữ Y này nó có một cái nguyên âm là chữ E nên chữ Y này được tính là phụ âm. Đó, sau đó mình cộng các tên nó lại với nhau. Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là đó là những cái tổng quan. Bây giờ thời gian mình không có còn quá nhiều nữa nên ra Kiều sẽ đi nhanh phần này. Hồi trước mình có học cái biểu đồ ngày sinh ở cái phần 2. Các bạn nào chưa xem này vào phần 2 của YouTube trong cái trang Tracy Hồng Kiều đó bạn coi lại. Thì cái biểu đồ ngày sinh hồi bữa mình có học rồi. Và mình sẽ thấy mình có những cái năng lượng bị khuyết như thế nào đó. Và cái việc mình lấp đầy những cái năng lượng đó như thế nào. Thì thật ra mình sẽ có một cái nữa là hồi trước biểu đồ ngày sinh của Kiều đây là con số 11 đó. Rồi bây giờ thì trong một cái này nó rất là đặc biệt. Ở cuốn sách của thầy David Philip, thầy có nói về biểu đồ về tên rất là hay. Và cái này rất là nhiều thông tin. Thành ra ngày hôm nay thì không thể nào mà chia sẻ cụ thể về biểu đồ ngày tên này cho các bạn được. Mà bạn về bạn làm trước về cái biểu đồ tên này là mình cũng sẽ lấy hết tất cả những cái ký tự, quy đổi ra tất cả những con số và mình vẽ ra cái biểu đồ giống như cái phần biểu đồ ngày sinh trước đây mình có học đó. Và mình sẽ xem cái tần số lặp lại của những con số trong cái tên của mình là như thế nào. Trong những cái con số nào mà nó lặp lại trên 3 luôn á là cái năng lượng của bạn đang là dồi dào. Còn ví dụ như khi bạn bị khoảng 1 này kia thì bạn đang ở cái mức độ gọi là cân bằng thôi. Còn khi bạn thiếu thì trong một cái ngôn ngữ mà các bạn nghiên cứu về thần số học hay gọi đó là dạng nợ nghiệp, thì sau này mình sẽ học cái cách để tính ra nợ nghiệp và ở những cái chương trình tiếp theo. Và bây giờ thì đây là cái biểu đồ hôm nay mình học. Thì biểu đồ ngày sinh nó còn kết hợp cả cái, nó đưa ra được một cái kim tự tháp, tính ra được về ý nghĩa của những giai đoạn cuộc đời của bạn nữa. Thành ra là nó khá phức tạp. Nên hẹn buổi tiếp theo là ngày thứ 7 tuần tới ha. Mình sẽ tiếp tục. Đó là ngày 25 tháng 4 đúng không? Rồi. Các bạn ở đây thì. Và bây giờ thì mình sẽ đến một cái thông điệp giao duyên. Và Kiều sẽ tổng kết lại hết tất cả những cái hồi nãy cho các bạn luôn. để bạn thêm cái sự hiểu. Trước khi mà đến thì Kiều muốn xem từ nãy giờ các bạn đã ổn hết chưa? Tên Ngọc thì mình sẽ lấy chữ O thôi. O là động lực. Còn nếu như mà thái độ tiếp cận thì lấy chữ Ngọc là tính chữ N, chữ G và chữ C nha các bạn. Đó, tính đi. Các bạn cho feedback xem nãy giờ mình học quá nhiều thông số như vậy, mình có bị lẫn không, lẫn lộn không? Giảng theo cách đó là ổn chứ hả? Cảm ơn bạn. Rồi, gửi tí năng lượng lên, chuẩn bị tiếp tục nào. Dạ em chào, cảm ơn chị Bình. Hỏi ổn là trả lời rất ổn. Họ gọi rất là yêu. Rồi, cảm ơn mọi người. Chào Trang. Như cái tên Trang chẳng hạn là mình thấy cái động lực tiếp cận là chữ A thôi đúng không? Là số 1 đó. Những cái bạn có chữ A là nghĩa là bạn làm cái gì bạn về là cũng sẽ action nhanh lắm đó. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tổng kết lại. Rồi nãy giờ Kiều có nói qua, nếu bạn nào đã từng tham gia học những chương trình về phát triển bản thân, ví dụ NLP, những cái khóa ví dụ như về thắp sáng cuộc đời này kia đó, là có học rất là nhiều về cái phần gọi là sơ đồ thành công, về lẽ sống, về đam mê, về sứ mệnh, về tầm nhìn. Thậm chí là bạn có tìm hiểu về Ikigai, tìm đến một cái điểm giao để mình biết được mình là ai và lẽ sống của mình là gì. Thì các bạn sẽ thấy được là nó rất là quan trọng khi mà mình kết hợp với cái thần số học này, để mình rõ nét hơn mình bị chi phối bởi năng lượng nào, và mình sẽ tuyệt vời hơn trong cái việc gọi là thấu hiểu bản thân và nâng cấp mình mỗi ngày để mà phụng sự nhiều hơn, giúp đời nhiều hơn. Thì ngày hôm nay thì Kiều như thường lệ thì cứ mỗi kết thúc một phần này Kiều có một cái thông điệp chuyển hóa như mọi người. Những thông điệp này là Kiều cũng được lĩnh hội cũng như được học từ những người thầy, từ đó Kiều ứng dụng cho chính mình. Thì Kiều có những cái phương châm ví dụ như là cho đi là còn mãi. Cho đi là còn mãi thì mình nghe cái câu này mình thấy đầu tiên là mình thấy nó rất là dễ thương, rất là hay, và xét ở một khía cạnh về mặt gọi là phân tích, về mặt cài đặt ngôn ngữ thì cái chữ này nó làm cho bạn trở nên giàu có rất là nhiều luôn. Tại vì khi mà NLP á, là ví dụ như mình có cái từ gọi là yes and more, hay là nói một cái gì đó nó luôn luôn cộng thêm, cái vô thức mà nó luôn luôn nó cộng thêm. Thì khi mình nói là cho đi là còn mãi, mình cứ cài đặt cho chính mình cứ đọc cái từ này, và thậm chí Kiều đặt cái từ này trên các cái thông điệp ở trên Facebook của Kiều luôn. Thì bạn sẽ thấy mình luôn luôn giàu có ở bên trong, giàu có ở trong tâm của mình. Giàu có đây là một cái sự năng lượng. Giống như là mình nói là mình cho đi, mình càng cho là mình càng còn đó các bạn, và vô thức nó luôn luôn yes and more cho bạn. Nên mình thấy bạn cứ mỗi lần mình thực hiện một cái dự án nào, mình gieo duyên, mình cho đi, mình cảm thấy sao cái con người của mình nó giàu có nhiều dữ vậy ta, nghĩa là mình còn, mình cảm thấy rất là năng lượng. Cho nên cái NLP nó sẽ tự động, giống như bạn gọi là lực hấp dẫn, nó sẽ luôn luôn nó sẽ thu hút nguồn lực cho các bạn, và nó cho các bạn những cái nguồn lực lớn để bạn thực hiện cái việc cho đi của bạn. Thành ra bạn chỉ cần cho đi thôi. Cho đi không nhất thiết là tiền bạc, mà cho đi chỉ cần năng lượng, chỉ cần nụ cười, chỉ cần sự giúp đỡ, chỉ cần sự chia sẻ kiến thức, thì đó cũng là một sự cho đi rồi. Cho nên thành ra Kiều tạo ra cái cộng đồng gieo duyên đó, thì Kiều tin rằng các bạn sẽ đủ sự thông tuệ để các bạn học và chia sẻ lại cho bạn của mình. Nhưng nếu các bạn vẫn muốn các bạn mình có một cộng đồng để sinh hoạt, thì các bạn gieo duyên. Sau cái buổi hôm nay Kiều nghĩ, Kiều tin là các bạn cứ mời những bạn nào mà muốn làm cái người kiểm duyệt nhóm hoặc là cứ mời vô bạn của mình á, thì cứ mời vô là Kiều sẽ thấy ai là người mời người bạn đó vào nhóm luôn. Bạn cũng mời những cái người có cùng hệ giá trị với các bạn, để mình tạo một cái cộng đồng mà gieo duyên lớn, để mà mình cho đi nhiều hơn. Thậm chí các bạn đó có thể coi những cái clip mà Kiều up lên YouTube, rồi khi mà các bạn đó biết được những cái thông tin về thần số học, họ sẽ thành những người bạn cùng với các bạn có sự hiểu về thần số học luôn. Thì hai bạn sẽ thực hành với nhau rất là tốt. Và thậm chí là khi coi clip trên YouTube cũng thể hiện cái lòng biết ơn nha. tặng like với Kiều ấy, là comment gì đó với đó để tạo cái sự động lực cũng như là tạo cái sức lan tỏa để Kiều có được những cái năng lượng nhiều hơn trong cái việc hành trình của chính mình. Và có một cái câu thông điệp nữa là Kiều thấy rất là tuyệt vời, đó là vì sao mà mọi người hiện nay rất là luyện thiền rất là nhiều và sẵn sàng để mà trải nghiệm cái phương pháp thiền. Tại vì khi thiền thì nó làm cho bạn mọi thứ trong cái nguồn năng lượng của bạn nó sẽ cân bằng, nó quân bình, cho nên nó sẽ chữa lành cho bạn rất là nhiều thứ, đồng thời là nó làm cho bạn bình an. Và bạn biết rồi, bình an là trạng thái dễ dàng thỏa mãn mọi thứ nhất. Cho nên có một câu nói mà Kiều, một cái thông điệp mà Kiều cảm nghiệm rất là tuyệt vời, đó là bình an là có tất cả. Vì trạng thái bình an là trạng thái mà mình dễ dàng thỏa mãn mọi thứ nhất, cho nên mình sẽ không mưu cầu quá nhiều để mà mình khổ ở hiện tại. Cho nên bình an nhưng vẫn có tầm nhìn nha các bạn, chứ không phải là mình bình an nghĩa là mình buông hết tất cả mọi thứ mà mình không làm cái gì cả, mình chỉ muốn bình an thôi, thì điều đó là một sự chưa trọn vẹn. Cho nên mình vẫn luyện thiền, mình vẫn làm sao cho mình bình an, có năng lượng thiện lành và mình cho đi nhiều hơn, nhưng mà mình vẫn có tầm nhìn. Nên là cái kết quả mình nhìn thấy những cái con người mình thực hiện giúp đỡ họ để mà họ có cuộc sống tốt hơn, chuyển hóa nhiều hơn. Đó là một cái thông điệp chuyển hóa mà Kiều muốn gieo duyên trong ngày hôm nay. Cái thứ ba nữa là Kiều, Mẹ Teresa là người có con số 9 các bạn, thì con số chủ đạo là số 9. Mẹ có một câu nói rất là hay, đó là nếu chúng ta chưa làm được những điều gì vĩ đại thì chúng ta hãy làm những điều nhỏ bé bằng trái tim vĩ đại. Thành ra cái việc mà bạn chưa thấy mình thành công trong cuộc sống, có thể là bạn chưa làm ra rất là nhiều tiền của, hoặc là bạn chưa có những cái mức nhu cầu của cuộc sống mình hiện tại. Mình có thể là mình buồn, có thể là mình chưa có được trọn vẹn, nhưng bạn hãy làm. Nhưng bạn có trái tim yêu thương lớn thì bạn hãy làm những điều nhỏ bé xung quanh mình bằng trái tim vĩ đại của chính mình. Từ đó bạn đủ nâng cấp mạnh lên, bạn đủ phát triển, thì chắc chắn một điều rằng là vũ trụ sẽ chọn bạn, thông qua bạn, trao cho bạn những sứ mệnh lớn hơn để thực hiện những cái năng lực mà bạn có được từ cái năng lực tự nhiên, từ những con số năng lực tự nhiên, từ cái con số chủ đạo của các bạn, tạo ra một lọ nước hoa rất là chất lượng, đầy đủ mọi thứ, nhìn vô là bắt mắt này, dễ thương, sáng, ở bên trong thì mùi rất là thơm, duy trì rất là lâu, mang lại sự bình an cho mọi người. Nên Kiều chúc cho tất cả mọi người là làm sao hãy trở thành một cái người mà có một cái mùi, có một cái chất thiện lành, làm sao ai nhìn thấy mình là đã hạnh phúc rồi, nhìn vào đôi mắt mình là họ đã hạnh phúc, để mang đến yêu thương cho cái cộng đồng này, giúp cho người Việt Nam của mình sống một cuộc sống rất là tuyệt vời sau này. Và có một cái thông điệp mà Kiều muốn gieo duyên nữa là vừa rồi Kiều rất là biết ơn chị Nguyễn Lê Anh, là một nhà đào tạo về doanh nghiệp, cũng như chị Cam Ly, chủ của một cái tập đoàn về đầu tư định cư Hoa Kỳ, đã tạo ra những cái buổi học, và Kiều đã có hiểu sâu hơn về cái Ikigai qua cái bài giảng của các chị. Và trong đó tự nhiên Kiều có một cái sự cảm hứng, ngẫu hứng, Kiều viết ra một cái đoạn về những cái thông điệp mà Kiều cảm nghiệm được để cho Kiều hiểu hơn, để các bạn cũng như những người đọc cái này thì bạn sẽ hiểu hơn Ikigai nó là cái gì, và lẽ sống đam mê là sao. Thì đây là một cái thông điệp mà Kiều viết ra để Kiều gieo duyên lại cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy đây là những cái đúc kết nè, là biết ơn là nguồn lực lớn nhất, yêu thương là năng lượng mạnh nhất, đam mê là làm cái bạn thích và bạn giỏi, sứ mệnh là giúp cái mà xã hội cần, và lẽ sống chính là bạn sinh ra bạn là ai, và bạn sống ý nghĩa với tinh thần phụng sự, thì khi đó Ikigai chính là điểm giao của sự xứng đáng, và khi đó bạn sẽ có đồng tiền hạnh phúc sẽ đến với bạn. Và cho đi là còn mãi, bạn hãy là người gieo duyên thiện lành, cùng góp phần cho cái cộng đồng của chúng ta được có nhiều năng lượng và có nhiều người tuyệt vời tham gia vào, để họ là có cánh tay nối dài nhiều hơn. Thì Rất là biết ơn các bạn. Tới thời điểm này bây giờ mình làm, mình cũng rất là đúng thời gian. Bây giờ là 11:54, cũng sắp là 12 giờ rồi. Và Kiều sẽ tạm thời là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay để các bạn đến đây, để mà mình sẽ tiếp tục thực hành, để cái buổi tiếp theo mình sẽ học cụ thể hơn về cái biểu đồ tên của mình, kết hợp với biểu đồ ngày sinh để mình khuyết những cái năng lượng nào mình làm chủ cái con số của mình như thế nào. Có nghĩa là mình đừng có bị con số nó chi phối mình nha các bạn, mà mình làm chủ cái con số của mình. Rồi bây giờ thì xin chào các bạn. Các bạn cứ ở đi, mình sẽ giao lưu. Và bây giờ thì mình